Hàn lập động tác còn chưa dừng, tiện tay đem túi linh thú bay tới giữa không trung. Một đàn kim sắc giáp trùng vù vù từ giữa túi bay ra, hóa thành một đóa kim vân phiêu phù ở trên không. Hai tay bấm pháp quyết, bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng thất sắc linh quang. Đồng thời hai bàn tay lại một lần nữa vận chuyển, một mặt tử sắc kính hóa thành một đoàn tử quang chậm rãi bay lên. Bây giờ hàn lập ngoại trừ đòn sát thủ nhất kích tất sát ra, thì hầu như là pháp bảo đều xuất hiện. Đối mặt với phi thi có thể còn lợi hại hơn so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn không dám khinh thường nửa phần. chương 985, Tà Nguyệt huyễn kính một kích phá pháp. Hắc y Mỹ phụ bên cạnh nhìn thấy Hàn Lập có thể khu động nhiều pháp bảo như vậy. Tai nàng cũng nâng lên đem một cái thanh sắc tiểu thuẫn chắn ngay trước người, sau đó lại vỗ vào túi chữ vật, nhất thời hai bảo vật bắn ra hóa thành hình hồ điệp bay lượn trước người giống như là một sinh vật sống có sinh mạng. Nàng ta thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Bảo vật đương nhiên không chỉ có một vài món, nhưng tu sĩ đấu pháp không phải cứ xuất ra càng nhiều pháp bảo là có thể chiếm càng nhiều lợi thế. Cho dù pháp bảo có nhiều hơn nữa, tới khi thần thức để sử dụng pháp bảo đến giới hạn thì có muốn cũng không thể sử dụng bảo vật khác được. Dù sao trong lúc đấu pháp, ngoại trừ nhờ pháp bảo thì tự thân cũng phải giữ lại một chút thần thức nhất định để thi triển pháp thuật. Còn thần thức giữ lại nhiều hay ít thì phải tùy thuộc vào tình hình của từng người. Nếu cảm thấy pháp bảo của mình đủ sắc bén còn pháp thuật lại yếu hơn một chút thì tự nhiên đa phần tu sĩ sẽ dồn thần thức lên trên pháp bảo. Nếu mà pháp bảo bình thường, tu sĩ lại tinh thông bí thuật lợi hại thì cũng sẽ giữ lại thần thức nhiều hơn để dùng thi triển pháp thuật. Ngoài ra, pháp bảo càng lợi hại thì việc chiếm dụng thần thức lại càng lớn hơn. Đó cũng là nguyên do mà kết đan tu sĩ hiếm có người nào có thể sử dụng cổ bảo, mà tu sĩ cho dù thần thức có cường đại cũng chỉ chọn ra vài loại pháp bảo có uy lực dùng để đối địch. Hàn Lập một lần thả ra nhiều pháp bảo như vậy, cho dù không giữ lại bao nhiêu thần thức cũng đủ thấy thần thức cường đại như thế nào rồi. Nhưng không chờ Hàn Lập hai người liên thủ, ngân xí giả xoa trên mặt hung quang chợt lóe, cả người đột nhiên thả ra khí thức cực kỳ cường đại, sau đó thân mình vặn vẹo, một trường hung hăng đánh ra. Phịch một âm thanh trầm đục, nay trên mặt đất hiện ra năm ngón tay do một trường của nó đánh ra. Hàn Lập cũng mỹ phụ đều ngẩn ra, chưa hiểu đối phương làm như vậy là có ý gì thì ầm ầm lúc này một tiếng động từ quảng trường vang lên, trên mặt đất nhất thời hiện lên các màu quang mang, từ bốn phía vây lại, lúc này các thây khô trên cột đá cũng đột nhiên lay động. Bất hảo hàn lập biến sắc, bất quá rất nhanh sau lưng hắn hai cánh rung lên, pháp bảo xung quanh thân hình trong khoảng khắc biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại phệ kim trùng biến thành một đám kim vân cùng đề hồn thú. Ngân sĩ dạ xoa thấy vậy nhe răng ra cười một tiếng, thân hình toát ra một đoàn ô quang. Đồng thời cánh động một cái, đã không thấy bóng dáng đâu ầm 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 một tiếng nổ lớn tại bên cạnh pháp trận một đoàn ô quang cùng ngân mang đồng thời hiện ra hai người đồng thời cũng phóng ra hàng vạn đạo quang mang lại đồng thời phân biệt hai phía bắn ra hiện ra hai cái bóng người đúng là hàn lập cùng ngân xí dạ xoa chỉ trong một thoáng công phu các thây khô trên các cột đá ở bốn phía đồng thời toát ra một cỗ hắc khí tiếp theo hóa thành một cỗ hắc sắc quang mang từ trên cột đá phóng lên cao trong nháy mắt một tầng hắc sắc quang mang khổng lồ đem cả quảng trường bao vào bên trong nhất thời bọn người Hàn Lập bị vây ở trong quầng sáng không thể thoát ra. Ngoài, Hắc Y Mỹ phụ tại pháp trận thấy xuất hiện dị tượng, đồng dạng trong lòng cũng biết là không ổn, lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng phía ngoài bay ra. Nhưng độn tốc mới bay xa khoảng hơn 20 trượng thì quầng sáng đã hình thành, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng độn quang, quay trở lại, thần sắc âm trầm bất định. Hàn Lập hết nhìn ô quang lại nhìn ngân xí dạ xoa, sắc âm u, trong lòng có chút ảo não. Bởi vì lúc này ngân xí dạ xoa, tứ chi cùng trên cổ đồng thời xuất hiện năm cái vòng huyết sắc mặt trên hào quang chớp động không ngừng rõ ràng là một bộ pháp bảo có tác dụng giam cầm quả nhiên ngươi cũng không thể rời khỏi cấm chế này nếu không lấy thần thông của ngươi như thế nào có thể cam nguyện ở trong này mà không đi ra nhưng quả là không nghĩ tới pháp trận này không ngờ không cần linh thạch cũng có thể bị ngươi kích hoạt ngươi không thể rời khỏi pháp phạm vi pháp trận này sau lúc này hàn lập thở hắt ra một hơi lạnh lùng nói giờ phút này pháp trận hào quang dần dần biến mất nhưng mà quầng sáng bốn phía cột đá lại bị hắc khí bao phủ vào trong đó, vẫn phun ra những cột sáng không có vẻ gì là bị suy yếu cả. Hắc hắc, đây là khốn ma trận, là pháp trận được bố trí ra chuyên môn dùng để vây khốn ta, có điều người nọ lúc trước bày ra pháp trận này cũng không có nghĩ tới, nhiều năm như vậy trôi qua, quá nửa cấm chế của pháp trận này ngược lại có thể bị ta sử dụng, tuy rằng ta chịu cấm chế không thể rời khỏi nơi này, nhưng các người đồng dạng cũng bị vây hãm ở bên trong. Ngân xí giả dạ xoa hai cánh nhẹ nhàng động đậy vài cái, sau phát ra một trận cười đầy đắc ý hàn lập trong mắt chợt léo lên một ánh sáng sắc lạnh phía dưới để hồn thú đột nhiên hết chiếc mũi lên một cỗ hoàng hà chói mắt phun ra trực tiếp hướng về phía không trung thổi quét mà đi tốc độ bay nhanh trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn ngân xí giả dạ xoa tiếng cười tắc nghẽn hai cánh đột nhiên vung lên một tầng ánh sáng mở tiếp xúc trước thân hình tựa tại chỗ biến mất không thấy nhưng ngay sau đó một khắc lão lại trở lại tại phía trên thúy trúc nhưng trên đầu đề hồn thú một luồng khí màu vàng sáng mở vẫn đang chưa từ bỏ ý định cuốn theo đuổi tới. Điều này làm khơi dậy hung tính của ngân xí dạ, hai mắt hắn mở ra trừng trừng lộ vẻ hung ác, đột nhiên hai cánh vung lên, nhất thời vô số ngân mang từ trên cánh bắn ra, cùng với hoàng hà của đề hồn thú chặn đón cùng một chỗ. Vốn đối với quỷ vật công pháp, hoàng hà đều thuận lợi khắc chế, không ngờ bị mấy cái ngân mang lại có khả năng chống lại. Hàn Lập vì biết rằng ngân xí giả dạ xoa đều không phải là luyện thi bình thường, nhưng chứng kiến cảnh này, trong lòng đồng dạng cảm thấy dùng mình. Ngân sĩ giả dạ xoa nhìn thấy cảnh này trong lòng ban đầu còn e ngại, nhất thời trong lòng sự e ngại giảm đi hơn phân nửa, sau khi nghe rằng cười một tiếng, thân hình khẽ chút nhoáng lên, tại chỗ hắn như biến mất, bỗng nhiên lại xuất hiện gần đề hồn thú, trong miệng đột nhiên hé ra một đạo ô quang chấp động phun ra một vật có hình dạng không rõ. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu âm thanh vù vù thật lớn, nhất thời cả kinh ngẩng đầu lên, phun ra một cột sáng hắc sắc vừa đúng đánh chúng một đóa đại kim vân hơn trượng đang hạ xuống, đúng là đàn phệ kim trùng của Hàn Lập. Đàn trùng này sau khi Hàn Lập lôi độn rời khỏi đó, thì vẫn ở lại không trung vẫn chưa di chuyển, lúc này ngân xí giả xoa bay gần khu vực của chúng nó, Hàn Lập tự nhiên không khách khí dùng thần niệm sai khiến bọn chúng đánh úp tới. Nhưng cột sáng hắc sắc của ngân xí giả xoa chẳng biết tu luyện bao nhiêu vạn năm thi khí, chẳng những hôi thối còn mang tính âm hàn cùng thi độc lợi hại cực kỳ. Phệ kim trùng cho dù thân thể cứng rắn như sắt bách độc bất xâm, tại đây khi gặp phải thi khí, một hướng sông tới cũng giống như trời mưa từ trên không nhao nhao rơi xuống, trong nháy mắt đàn trùng đã ít đi một phần ba. Còn lại đàn vệ kim trung nhất thời cả kinh, tất cả đều lập tức giải tán không hề tập trung cùng một chỗ nữa. Nhưng chỉ cần chốc lát trợ giúp này, cũng đủ để đề hồn thú kịp phản ứng. Sau một tiếng hừ, một cỗ hoàng hà hướng về phía trước cuồn cuộn bay tới. Ngân sĩ dạ xoa vừa mất đi cơ hội, nhất thời hai cánh chấp động thân hình tựa lại hiện ra ngoài hơn 10 trượng xa. Hoàng Hà tự nhiên mất đi đối tượng nhất thời đánh vào khoảng không. Mà đúng lúc này, tại ngân xí dạ xoa đang đứng, ngân quang chấp động, sau một tiếng lôi minh hàn lập đã hiện ra ở đó. Hắn không nói nửa lời, tay áo bảo phất lên một cái, chúng phi kiếm hóa thành một mảng lớn hướng ngân xí dạ xoa quét tới, đồng thời một cái tử sắc kính tử xoay ngang, cùng hào quang chợt lóe phun ra một đạo hào quang màu tím theo sát kiếm quang mà đi. Mà ngón tay trỏ hàn lập trong cánh tay áo lại lặng yên bắn ra một đạo tơ hồng chợt lóe lên rồi bay đi không thấy bóng dáng. Sau đó mặt hắn không chút biểu tình, liếc mắt nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy phệ kim trùng vốn rơi trên đất trước đó không lâu, đột nhiên đôi cánh vung lên, lại vù vù bay trở lên trời, chỉ là trông có vẻ như là hữu khí vô lực, bộ dạng có chút suy yếu. Hàn Lập lúc này trong lòng mới có chút buông lỏng, lúc này, cách đó không xa Hắc Y Mỹ phụ cũng nhân cơ hội này hướng hai con bạch ngọc hồ điệp điểm ra một chỉ. Hai con bạch ngọc hồ điệp lúc này hình thể cuồng trướng, nhưng đôi cánh lại biến thành một lớn một nhỏ, sau đó đôi cánh điên cuồng vung lên, trong khoảng khắc ở trước người Mỹ phụ hình thành hai cái bạch sắc phong thuẫn. Tiếp theo, tại trong phong thuẫn nghe thấy một tiếng chú ngữ phát ra từ Mỹ phụ, lúc này phong thuẫn lại một lần nữa hóa thành hai con bạch sắc phong dao, hùng hùng hổ hổ đánh về phía ngân xí giả dạ xoa. Nhìn thấy nhiều như vậy công kích đồng thời đánh tới, ngân xí giả dạ xoa trên miệng cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hai tay vung lên, một tay cầm một kiện tà nguyệt huyến kính, tay kia cầm một quang cầu kích thước khoảng một nắm tay hiện ra. Quanh quang cầu lóe lên một đạo u quang âm hàn, lạnh lùng liếc mắt nhìn về kim sắc kiếm quang đang công kích phía trước, hắn không chút do so dự hai tay hợp nhất, không ngờ quang cầu thoáng cái đã chui vào trong mặt kính không thấy bóng dáng. Lập tức trong kính ô quang chợt lóe, vô số quang cầu độc nhất vô nhị từ bên trong tuôn ra mãnh liệt, rất nhanh chóng lại dung hợp với nhau. Trong nháy mắt một cái quang cầu cực lớn đường kính lên đến mấy trượng trực tiếp hiện ra, đem ngân xí dạ xoa bao lại vào trong đó. Kim mang chói mắt chấp động, kiếm quang hung hăng chém vào phía trên quang cầu. Phanh, sau đó một tiếng vang nhỏ vang lên, cự đại quang cầu giống như một cái bọt khí, một lần vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ, một lần nữa các mảnh nhỏ lại chợt lóe lên sau đó biến thành càng nhiều quang cầu nhỏ. Nhưng kim quang cũng đã chợt lóe lên lướt qua thân hình ngân xí dạ xoa một lượt xuyên qua, kim mang chấp động, hơn 10 khẩu phi kiếm đan vào nhau chợt lóe, nay bay qua chém thân ảnh ngân xí dạ xoa thành vô số khối, sau đó kiếm quang không chút trì hoãn từ trong đám tiểu quang cầu bắn ra. Nhìn thấy cảnh này Hàn Lập cũng không có vui mừng ngược lại cả kinh, hắn căn bản không tin bằng vào phi kiếm có thể chém giết được lão quái vật nay quả nhiên một màn không thể tin được lập tức xuất hiện những tiểu quang cầu này đồng thời trên không trung tụ lại một lần nữa dung hợp với nhau tạo thành một quả quang cầu lớn đồng thời không ngờ thân ảnh của ngân xí dạ xoa bị chém thành trăm mảnh một lần nữa hiện giữa quang cầu bộ dạng hoàn hảo như thể sự tình vừa rồi không có phát sinh hàn lập nhíu mày lúc này phía sau tử sắc cột sáng cùng hắc y mỹ phụ là hai con phong dao cũng hùng hổ đánh tới đồng dạng một màn quỷ dị xuất hiện cự đại quang cầu cũng lại vỡ tan ngân xí dạ xoa lại bị phong dao cùng cột sáng xé thành muôn mảnh nhưng sau khi quang cầu dung hợp lại như cũ thì ngân xí dạ xoa lại xuất hiện trong đó không có tổn hao gì giống như hiện tại ở trong quang cầu đó hắn tựa bất tử chi thân ngân xí dạ xoa trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nhìn hai người cũng không có hành động gì khác nhưng trong tay hắn hắc kính tại thời khắc này không ngừng tuôn ra các tiểu quang cầu làm cho cái quang cầu lớn thể tích đã đạt tới vài chục trượng lại nhanh chóng cuồng trường tăng lên hàn lập mặt hiện lên một tia ngưng trọng tuy rằng hắn không biết bị cái quang cầu này bao ở bên trong thì sẽ xuất hiện tình hình gì nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt hắc y mỹ phụ đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ cũng không lưỡng lự hai tay bắt quyết niệm thần chú thao túng hai điều phong long phát động đợt công kích thứ hai nhất thời hai điều phong long xoay quanh một cái sao lại nhào vào trong quang cầu, đồng dạng dễ dàng phá vỡ, thân ảnh ngân xí giả dạ xoa vặn vẹo lại cũng dễ dàng bị diệt sát. nhưng lúc này tại đây phong long cũng không có ý rời đi quang cầu, mà lại hé mồm phun ra vô số đạo phong nhận mưa hồ, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra ngoài, nhất thời làm cho mấy tiểu quang cầu không kịp ngưng tụ lại, một lần nữa lại bị đánh cho càng phân nhỏ. nhất thời tại trong trung tâm quang cầu cuồng phong tàn phá tứ phía, tiếng rít nổi lên hàn lập lúc này cũng không có thúc giục chúng phi kiếm đang xoay quanh ở gần phụ cận gia nhập công kích mà hai mắt nhíu lại chăm chú nhìn hết thảy không có nói gì ở sâu trong mắt đồng tử ẩn hiện lam quanh chớp động không đúng mau dừng tay phong dao của ngươi nhỏ đi không ít hàn lập đột nhiên quay đầu mặt hướng hắc y mỹ phụ hét lớn kỳ thật không cần nhắc nhở mỹ phụ cũng ẩn ẩn phát giác có gì đó không đúng liền sau khi nghe được tiếng hét của hàn lập nhất thời trong lòng cả kinh hai tay một lần nữa bắt quyết niệm thần chú Phong dao lúc này trong miệng dừng lại không phun phong nhận nữa, nhất thời gào lên một tiếng rồi từ trong quang cầu bắn nhanh mà ra, sau đó bay lượn huyền phù một chỗ giữa không trung. Quả nhiên hai đầu dao phong lúc này hình thể đã nhỏ hơn lúc ban đầu hơn phân nửa. Mà quang cầu bị phong nhận đánh cho thành rất nhiều mảnh nhỏ, tại khi phong dao bay ra ngoài một khoảng khắc lại ngưng kết dung hợp thành một thể. Lúc này một đại quang cầu thể tích đã lớn hơn 30 triệu, cơ hồ chiếm cứ một phần ba tầng ô quang đang bao bọc. Mà ở trong quang cầu, sau một tiếng cười lạnh ngân xí ra xoa tay nâng lên, tà nguyệt huyễn kính nhất thời hiện ra, vẻ mặt lạnh nhạt cười lạnh. Nhìn đến đây, hàn lập thở dài một hơi, loại tình hình này, hắn năm đó tại loạn tinh hải lúc cùng lục đạo thiếu chủ chiến đấu cũng đã từng gặp qua. Lúc đó ôn thiên nhân thi triển một loại pháp bảo đặc thù, có thể trốn trong một đoàn tử vân để cho không gian vặn vẹo, căn bản phi kiếm của hắn không thể làm gì được đối phương. Cuối cùng hắn bằng vào âm ma chảm cực bá đạo, mới mạnh mẽ phá được cấm chế, chém mất đối phương một cánh tay xem ra lúc này đây ngân xí giả dạ xoa sử dụng phỏng chừng không sai biệt lắm cũng là một dạng thần thông nhưng về trình độ thì khẳng định là cao minh hơn rất nhiều vị lục đạo thiếu chủ kia không thể so sánh được nhưng âm ma trảm bởi vì hàn lập quá bận rộn tu luyện nên cũng không ngưng luyện qua nhưng nếu sử dụng đồng dạng thủ pháp bá đạo thì có thể phá bỏ thuật này đáng tiếc phong vân kiếm của hắn không thể tạo thành đại canh kiếm trận nếu không với ngân xí giả dạ xoa hiện đang thi pháp không thể nhúc nhích mà bị nhốt vào trong kiếm trận cho dù quang cầu kia có cổ quái cũng chỉ có đường chết mà thôi. Hàn lập sau khi trong lòng có phán đoán, trong khoảng khắc thì có chủ ý, hắn lập tức hít sâu một hơi, sau đó đơn thủ vỗ lên chữ vật túi, tại bàn tay lật lên bỗng nhiên xuất hiện một tấm hỏa hồng phù. Trên mặt phù có các ký hiệu ngoằn nghèo, trong đó hỏa diễm lưu động không ngừng thành một con hồng dao lúc ẩn lúc hiện. Chính là hàng linh phù, phù này là do Hàn lập khi luyện chế tam diễn phiến, lợi dụng tinh hồn của con bát cấp xích hỏa dao long thuận tiện luyện chế mà thành bởi vậy mà chậm mất mấy ngày thiếu chút nữa sai hẹn cùng bọn lão giả họ phú mà bởi vì có một lần kinh nghiệm luyện chế phù hiện nay so với lần trước về phẩm chất tốt hơn nhiều khả năng tăng pháp lực cũng vượt xa vo sới hàng linh phù dùng lần trước bàn tay không chút do dự hướng trên người vỗ một cái hỏa phù tựa chợt lóe lên một cái nhập vào trong người không thấy bóng dáng một hình ảnh giao long hư ảo một lần nữa ở sau lưng hiện ra nhất thời phụ thể trên người hàn lập lúc này hàn lập được bao bởi một đoàn hồng quang trên đầu mọc sừng, các bộ phận thân thể hiện ra hỏa hồng lân phiến, chỉ trong khoảng nửa khắc tựa chuyển hóa thành nửa người nửa thú hình dáng yêu dị. Cả người pháp lực một lần nữa tăng lên tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hàn đạo hữu a à, hiển nhiên là vô luận hắc y mỹ phụ hay ngân sĩ dạ xoa, vừa thấy hình thái biến ảo của Hàn Lập, cũng đều cảm thấy giật mình hô lên một tiếng. Hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua hàng linh phù, ngân sĩ dạ xoa càng cảm ứng được Hàn Lập tu vi lại điên cuồng tăng nhanh, khóe miệng nhất thời thu liếm lại vẻ cười cợt. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập hai tay kết ấn bắt quyết niệm thần chú, vốn tại quang cầu đang lượn lờ phía trên hơn 10 khẩu kim phi kiếm đồng loạt phóng lên cao, sau một cái quay vòng đồng thời phát ra một âm thanh rõ ràng, sau đó rung lên rồi một hóa thành sáu. Tiếp theo gần 200 khẩu kim kiếm mạnh mẽ xuất hiện ra hướng về một nơi tụ hợp lại. Trong phút chốc một đoàn kim quang tại không trung hiển lộ, giống như mặt trời chói trang nhô lên cao mang ánh sáng chói mắt. Tùy theo hào quang chợt tắt một thanh cự kiếm dài hơn 10 triệu mang ánh vàng rực rỡ hiện ra bầu trời tại phía trên quang cầu, trên thân kiếm mang khí thế kinh người, cho dù ngân xí dạ xoa phía dưới sắc mặt cũng khẽ biến. Vừa thấy cự kiếm hình thành, Hàn Lập lập tức hướng về phía trước ngược điểm một cái vào Tuyết Tinh Châu. Vèo một tiếng, từ viên châu này bắn ra một đạo tử quang hướng cự kiếm phóng nhanh mà đi. Cùng lúc đó, thần niệm hắn lại động, hướng về cự kiếm đánh ra một đạo pháp quyết. Oanh, một tiếng sét đánh kinh thiên, trên thân kiếm bỗng nhiên hiện lên bàn tay cùng cánh tay thô màu vàng vô số đạo hồ quang đem toàn bộ cự kiếm bao vào trong đó nhất thời kim quang quấn quanh bắn ra từ phía tiếng lôi minh không ngừng phát ra mà tựa khi hàn lập dẫn phát ích tà thần lôi thì đồng thời tử quang của tuyết tinh châu cũng bắn tới cánh tay cầm cự kiếm sau đó tử quang chợt lóe thoáng cái nhập vào trong đó không thấy bóng dáng lập tức một tầng yêu dị tử sắc hỏa diếm từ chuôi kiếm lan tràn mở rộng lên thân kiếm khiến cho tử diếm cùng kim quang đan xen vào nhau lấp lóe phảng phất như là tiên gia thần khí. Ngân xí dạ xoa nhìn thấy vậy sắc mặt trông càng khó coi, trên mặt lông lá sù lên ẩn ẩn có chút trắng bệch. Lúc này cử đại quang cầu đã chiếm gần một nửa không gian bao trùm quầng sáng, hàn lập cùng hắc y mỹ phụ không thể không lùi dần về phía sau. Chẳng qua nhìn thấy cự kiếm trên không trung, hắc y mỹ phụ trên mặt thể hiện sự kinh hãi thậm chí còn vượt xa ngân xí dạ xoa, trong lòng tâm niệm càng rõ phải nhanh chóng rời xa nơi này. Với công thích đáng sợ như vậy, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ sợ rằng cũng không dám đón đỡ. Phá tại ngay thời khắc Mỹ Phụ đang hết sức khiếp sợ, hàn lập lạnh như băng đích quát lên một tiếng. Cự kiếm mang theo một tiếng lôi minh ninh tai nhức óc, lao xuống phía dưới, đồng thời trên thân kiếm thả ra kim sắc kiếm mang dài mấy trượng. Kiếm này tuy vẫn chưa tiếp xúc cự đại quang cầu, nhưng trên thân kiếm đem linh áp đè xuống làm cho quang cầu không ngừng lay động. Kim quang chợt lóe, cự kiếm một kiếm chém xuống, quang cầu trực tiếp bị linh khí dày đặc trấn vỡ thành nhiều mảnh sau khi hào quang biến mất trong quang cầu không còn bóng người nào cả ngân xí giả dạ xoa lại hiện ra một chỗ khác trên không chung cách đó không xa vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chặp cửa kiếm lão dưới sự uy áp của cửa kiếm cuối cùng không dám đón đỡ một kích này của hàn lập ở thời điểm trước khi cửa kiếm đến người ngân xí giả dạ xoa dùng hết sức đôi ngân xí độn tốc ra ngoài chẳng qua trong tay hắn tà nguyệt huyến kính đã đình chỉ việc phun suất công pháp đã bị mạnh mẽ đả phá cho nên sau đó cự đại quang cầu đã bị phá hủy không thể khôi phục lại nguyện trạng Ngân xí giả dạ xoa ánh mắt chấp động, đang thầm nghĩ tiếp theo lên thi triển loại thần thông nào, đột nhiên phía sau hắn chuyển tới một tiếng xé gió sắc nhọt, tiếp theo một đạo hồng ti đột nhiên hiện ra phía sau lão vài trượng lao nhanh tới, nó chợt lóe lên nhằm ngay đại não của hắn mà bắn tới. Ngân sĩ giả dạ xoa thần thông có thể sánh với một nguyên anh hậu kỳ, thần thức tự nhiên sẽ không kém, tuy hồng ti xuất hiện bất ngờ, nhưng lão cũng không thèm quay đầu lại, hai cánh vung lên, chắn lại phía sau. Oanh một tiếng động lớn xảy ra, vượt ra ngoài ý liệu của lão, Hồng Ti một kích đánh lên ngân xí, bỗng nhiên hóa thành một cự đại hỏa cầu rồi nổ tung ra, khiến cho ngân xí giả dạ xoa kinh hoàng sợ hãi. Nhưng lập tức hắn phát hiện hỏa cầu này chính là chỉ có hào nhoáng bên ngoài, căn bản không tạo thành uy hiếp gì cả, lập tức trong lòng buông lòng. Nhưng sau khi hỏa quang tán hết, bên trong lại trống rỗng, Hồng Ti lại vô ảnh vô tung. Ngân xí giả dạ xoa lúc này cảm thấy dùng mình, đang muốn dùng thần thức tìm tòi, lúc này trước người lại nghe một tiếng lôi minh truyền tới, một cây cự kiếm đang từ trên không nhằm thẳng đầu đánh xuống. Hắc Y Mỹ Phụ lúc này đang ở xa xa thúc dục pháp quyết, hai điều phong giao chẳng biết từ khi nào đang bay tới bay lui cách mặt đất một khoảng, sau một cái xoay quanh thì lắc đầu vẫy đuôi hé miệng phun ra vô số đạo phong nhận chi chít bắn nhanh xuống. Thoáng cái ngân xí dạ xoa nhất thời bất chấp tất cả, tay vung lên đem Tà Nguyệt huyến Kính vẫn đang bất động đến trước người, sau đó hai tay ngưng trọng hướng cự kiếm hư không đánh ra một trường, nhất thời giữa không chung một lần xuất hiện hai cái cự trưởng do sát hồn ti biến hóa thành, không chút yếu thế hướng cự kiếm một quyền chặn lại. Hiện tại không phải như lúc trước hắn không thể động đậy, mà bản thân hắn muốn tự mình thử xem uy lực của cự kiếm như thế nào. Mà đồng thời đôi ngân xí của lão cũng điên cuồng tăng nhanh, hóa thành một phiến ngân ảnh chắn trên đỉnh đầu. Phốc, 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 sau một trận dồn dập tiếng động, phong nhận bắn lên phiến ngân ảnh dễ dàng bị bắn sang một bên. Mà lúc này cự trưởng cùng cự kiếm song phương cũng vừa tiếp xúc ầm um, ầm um, sau hai tiếng nổ lớn cự kiếm nhiều uy lực kinh người đem một trưởng chém tan đi nhưng kiếm quang thoáng cái yếu đi hơn nửa sau đó kiếm thứ hai nhằm cự trưởng còn lại mà chém nhưng lần này song phương không tự chủ mà bay ngược ra xa xem bộ dạng ngang tài ngang sức mà ở cự kiếm chém xuống lần thứ hai cự trưởng phát ra một tiếng nổ lớn đồng thời lúc trước hồng ti vừa biến mất một lần nữa quỷ dị xuất hiện tại ngay trước người ngân xí dạ xoa không ổn ngân xí dạ xoa trong lòng cả kinh một cái mau thủ vội vàng hướng phía trước đồng loại đánh ra, nhưng đã muộn. Đạo hồng ti kia chính là chợt lóe lên, tựa phốc một tiếng xuyên thủng bề mặt tà nguyệt huyễn kính mà qua, nhưng ngay lập tức bị một mau thủ lao ra bắt vào trong tay, động tác nhanh như tia chớp. Mà hắc sắc tiểu kính, lúc này mới phanh một tiếng giòn tan vang lên, lập tức hóa thành một đoàn hắc quang vỡ vụn ra. Ngươi, ngươi dám hủy bảo kính của ta ngân xí giả dạ xoa vừa thấy tà nguyệt huyễn kính bị hủy, thân hình đại trấn, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ phẫn lộ bảo kính này tựa hồ đối với hắn có ý nghĩa vô cùng. Lập tức trên mao thủ bắt lấy phi châm hiện lên một đoàn hỏa diễm nóng rực giống như một cái thiết bàn đỏ rực mà hắn tựa hồ như không thấy. Hàn lập trong lòng sửng sốt, hắn đánh lén cái bảo kính này thực ra mục đích rất đơn giản, bởi vì bảo kính phối hợp với huyễn thuật của lão quái thực sự là rất khó giải quyết, hay nhất là một lần giải quyết thật tốt. Hiện tại đối mặt với ngân xí dạ xoa đang nổi giận, hàn lập trong lòng cũng có chút kỳ quái, nhưng trong tay động tác cũng không có đình chỉ, một tay bắt quyết niệm thần chú, kim sắc cửa kiếm vốn đang rất ảm đạm đột nhiên oanh một tiếng phân giải mở ra. Gần 200 đạo kiếm quang lập tức hóa thành cự đại võng kiếm, nhất tề chém xuống, cũng không có một chút lưu tình. Nếu mà nói đối phương dám dùng đôi ngân xí kia ngăn cản, hắn cũng không ngại dùng phi kiếm trộn lẫn canh tinh, khoảng khắc đem đối phương chém thành nhiều đoạn. Mà kia khỏa tuyết tinh châu cũng quay tròn xoay tít, từ trong đó bắn ra mấy đạo hỏa điều to bằng nắm tay, sau đó phiêu phù hạ xuống nhưng ngân xí giả dạ xoa cho dù rất phẫn nộ nhưng cũng không có nóng giận cường ngạnh tiếp nhận lần công kích này của Hàn Lập. Mà đôi ngân xí vung lên, người tựa như biến mất hiện ra một chỗ khác, vẻ mặt lộ ra vẽ hung ác nhìn chằm chập vào Hàn Lập, đôi mắt màu bạc bắt đầu đỏ lên. Vốn không nghĩ phải lãng phí nhiều tinh nguyên, chỉ dùng huyễn thuật cho các người thúc thủ chịu trói. Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta nhất định phải cắt đầu các người, đem tinh hồn các người rút ra, rồi chầm chậm cắn nuốt ngân xí giả dạ xoa mặt đầy sát khí nói sau đó thân hình hắn nhoáng lên rồi hiện ra trên đỉnh đầu thi lang không nói hai lời nhấc chân dẫm lên đầu thi lang đôi ngân xí vung lên quạt ra vài cái sau đó một tầng hoàng quang nổi lên tiếp theo người và lang đồng thời hướng xuống lòng đất không một tiếng động quỷ mị biến mất thổ độn hàn lập nhướng mày hướng phi kiếm cùng bảo châu điểm chỉ một cái làm cho tất cả pháp bảo đồng loạt quay trở về mà đúng lúc này dưới mặt đất truyền đến một tiếng địa chấn uynh 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 làm cho cả pháp trận một trận rung động tiếp theo khắp nơi trong pháp trận toát ra một từng đoàn từng đoàn hoàng quang kèm hắc khí ngầm ở phía sâu trong đất truyền ra một tiếng giống thê lương của ngân xí dạ xoa phảng phất mang bộ dạng thống khổ vô cùng lúc này hắc y mỹ phụ thần sắc âm trầm bất định nhìn nhìn hàn lập rồi lại cúi đầu ngầm đánh giá pháp trận trần trù một chút giang ngọc cắn lại người chợt hướng một nơi nào đó bay đi tại nửa đường trước tiên nàng khoát tay một cái bắn ra một thanh pháp bảo bắt vào trong tay pháp bảo này tinh quang bắn ra bốn phía Tựa hồ sắc bén dị thường. Chương 986: Theo gió ẩn hình, một đao xuất ra hóa thành một đạo kim mang, Hắc Y Mỹ phụ hiển nhiên là muốn dùng pháp bảo này trước tiên là cứu lão giả họ Phú ra rồi mới nói tiếp. Hàn Lập đôi mày nhíu lại, cứu người tự nhiên là có thể nhưng để bản thân mình liều lĩnh mạo hiểm tính mạng cứu hắn cũng phải là một chuyện tốt. Kết quả là khi kim mang vừa tới gần chiếc kén lớn thì ầm ầm một tiếng. Lúc này từ dưới đất bắn nhanh ra một đạo lục sắc nhân ảnh, sau khi lóe lên tựa chắn trước chiếc kén trên tay tùy tiện xuất ra một một chảo, mấy đạo chảo mang xuất ra đã đánh bay kim tiễn đao. Hàn lập cùng hắc y mỹ phụ vốn cho rằng người này có thể là ngân xí dạ xoa. Nhưng sau khi hào quang chợt tắt mới thấy rõ gương mặt đối phương, lúc này cả hai đều thất kinh. Không ngờ lục xác nhân ảnh có mình người đầu sói, hai mắt đỏ như máu, rõ ràng là cự đại thi lang lúc trước. Chẳng biết nó thi triển loại nào bí pháp chẳng những hóa thành trạng thái hình người hơn nữa hình thể còn giảm bớt đi mấy lần, Lúc này bộ mặt giữ tợn nhìn về phía Hắc Y Mỹ phụ. Nhưng càng làm cho Hàn Lập lưu tâm chính là vốn bên cạnh lang thủ là Âm Chi Mã hiện không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng lẽ linh vật này đang ẩn náu tại địa phương khác? Hàn Lập trong đầu tự nhiên ý nghĩ xoay chuyển, trong mắt lam quang chợt lóe, theo bản năng đảo qua mọi nơi. Kết quả lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Hắc Y Mỹ phụ hét lên một tiếng. Cẩn thận sau lưng, sau đó hắn không cần nghĩ ngợi nhanh như chấp tại 10 ngón tay bắn nhanh ra 10 đạo kiếm khí hướng bên cạnh Hắc Y Mỹ phụ bắn tới. Nghe Hàn Lập hét lớn, Mỹ phụ cũng là một người có kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu, nhất thời trong lòng phát lạnh. Nàng không một chút lưỡng lự xuất ra trước người một thanh sắc tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn sau khi nhoáng lên một cái liền hiện ra ở phía sau lưng, đồng thời toàn thân pháp lực ngưng tụ. Trên đỉnh đầu quang mang của pháp luân đại phóng, thất sắc linh quang thoáng cái dung nhập vào trong hộ thể linh quang làm cho lực phòng ngự tăng lên mấy lần đúng là ngân xí giả xoa, nay nó có hình thái đại biến, cả người lông xanh hoàn toàn không thấy thay vào đó là một lớp phải màu vàng nhạt. Sau lưng một đôi ngân xí chấp động, hai màu xanh trắng phát ra quang mang kỳ lạ, trong mắt lại xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng nhạt. Nhưng càng kinh người hơn là quanh người ngân xí giả xoa thi khí lồng đậm không còn sót lại chút nào. Sau khi thần thức đảo qua thì phát hiện không có một chút hơi thở tồn tại, phảng phất nó chính là một khối thân thể hư ảo vậy. Vừa hiện ra phía sau, nó không nói hai lời độc thủ phát ra, thân hình không động, cánh tay bỗng nhiên dài ra mấy lần. Lợi chảo đen nhánh hiện ra kim mang dài mấy tấc, đồng thời chộp vào phía sau Mỹ phụ đánh lên lục sắc tiểu thuẫn. Lúc này tiểu thuẫn mới vừa hiện lên tựa cuồng tăng hình thể, linh quang đại phóng, phẳng phất như không thể phá vỡ. Nhưng không thể tưởng tượng nổi một màn kỳ diệu xuất hiện. Ngân xí dạ xoa trực tiếp coi tấm chắn như không, trên cánh tay kim quang chợt lóe lợi trảo lại như vô thanh vô tức đồng thời xuyên qua linh quang hộ thể của hắc y mỹ phụ một âm thanh vỡ tan truyền tới chào mang chỉ là thoáng dừng lại liền đem linh quang giống như một tờ giấy mỏng xé rách ra phốc phốc một tiếng chào mang tiến vào trong ngực nàng đem trái tim phá thành phấn mạt xuyên thủng ra hàn lập thấy vậy trong lòng trầm xuống bị loại lực lượng cường đại này tới gần quả nhiên là một việc chí mạng lúc này kiếm khí màu xanh từ xa xa bắn tới nhưng bị đôi cánh sau lưng ngân xí dạ xoa vung lên một cỗ ánh sáng màu xanh trắng quét tới mang tất cả cuốn đi Chẳng qua hành động cứu viện này của Hàn Lập cũng không phải là uổng phí, cuối cùng cũng cấp cho Mỹ Phụ một chút thời gian để tránh. Thừa dịp này tại thiên linh cái của nàng Hồng Quang hiện ra. Nguyên Anh nhỏ cỡ một tấc phóng ra, Nguyên Anh này toàn thân và diện mạo giống y như Mỹ Phụ, hai tay ôm một thanh phi kiếm dài khoảng một tấc. Cơ hồ sau khi xuất hiện nó mang vẻ hoang mang rối loại có chút khẩn trương, sau đó nó khống chế phi kiếm thuấn di ra xa hơn ngoài 10 trường. Mắt thấy nó thuấn di vài lần, liền bỏ trốn mất dạng. Ngân xí giả xoa lúc này lại nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên đem thi thể ném đi, rồi như biến mất vô hình. Ngay sau đó một cái bóng người nhàn nhạt hiện ra ngay cạnh Nguyên Anh, trong miệng phun ra một tấm ti võng màu xám, đón đầu Nguyên Anh lúc này đang chuẩn bị thuấn di tiếp. Hàn đạo Hữu cứu mạng, Mỹ phụ Nguyên Anh lúc này kinh hãi vội vàng lớn tiếng hướng Hàn lập kêu cứu, hơn nữa khống chế phi kiếm bay tại trong ti võng không cách nào thoát ra. Nếu trước kia còn thân thể có lẽ nàng còn có cơ hội chặt đứt ti võng mà chạy thoát, nhưng hôm nay còn sót lại nguyên anh nàng chẳng những pháp lực tổn hao nhiều, lại đụng phải sát hồn ti luôn hấp thụ ngũ hành linh lực, tự nhiên bị ti võng chặn lại. Ngân xí giả xoa căn bản cũng không cho nàng này một cái gì cơ hội, khi ti võng vừa mới ra khỏi miệng, từ hư không, trào xuất ra một bàn tay màu xám khổng lồ bỗng dưng hiện lên, một tay cầm lấy ti võng mang nguyên anh bắt vào trong tay. Sau đó chợt một quần trắng mở lóe lên, một cái kén bỗng nhiên hình thành huyền phù tại trên không trung. Lúc này ngân xí giả xoa thân hình mới hiện lên rõ ràng, nhìn thoáng qua cái kén xem xét sau đó liếc mắt nhìn Hàn Lập rồi phát ra một tiếng cười lạnh. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng người còn dùng lôi độn thuật cứu người. Không nghĩ tới người chỉ có bo bo giữ mình, không kể tới sống chết của đồng bọn. Qua cứu người, nếu ta có thể cứu được tự nhiên ta sẽ cứu. Nhưng vừa rồi mà ta lao qua chỉ sợ là chui đầu vào lưới mà thôi. Người chẳng phải trên đầu đã bố trí ra một cái đại võng thật lớn có thể bắt ta. Hàn lập thần sắc không đổi nhàn nhạt nói. Người đã nhìn ra, xem ra người có khả năng nhìn thấy ảo thuật của ta, không phải chỉ có nhờ may mắn. Ngân xí dạ xoa trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này tại trên đầu hắn cao hơn 10 trượng lộ ra một tấm ti võng lớn. Cũng không biết hắn dụng loại công pháp nào, không ngờ có thể đem như thế một cái cự võng che giấu mà một chút dấu hiệu cũng không thấy. Nếu không phải minh thanh linh mục của Hàn Lập có chút hỏa hầu, thật đúng là vô phương mà thấy. Thật quá âm hiểm, chẳng qua cho dù không có cái này cự võng, Hàn Lập hơn phân nửa cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này ngân xí giả dạ xoa sau khi biến hóa hình thái thật sự cũng có chút cổ quái, chẳng những cả người thi khí có thể thu liếm không còn mà phong độn thuật rõ ràng so với vừa rồi cũng thần diệu hơn rất nhiều. Cơ hồ tới tình trạng theo gió ẩn hình, nếu không phải hắn có được linh nhãn, chỉ sợ ngay cả khi đối phương tới trước người mình cũng vô pháp phát hiện tung tích. Hơn nữa ngân xí giả dạ xoa vừa rồi một kích có thể dễ dàng xuyên qua bảo vật phòng ngự của hắc y mỹ phụ, điều này làm cho trong lòng hắn dùng mình hơn nữa còn cảm thấy quỷ dị. Ngân sĩ giả dạ xoa thấy Hàn Lập không có mắc mưu, hư lạnh một tiếng, rồi nâng tay hướng hình thi lang người vẫy tay một cái. Thi lang thấy vậy, lập tức phi độn tới, trong nháy mắt bay tới gần thi thể Mỹ Phụ, sau đó uốn éo lang thủ, hung ác nhìn chằm chặp Hàn Lập. Nhưng lúc này dưới thân Hàn Lập đột nhiên truyền đến một tiếng giống lớn, đúng là đề hồn thú đột nhiên đấm ngực một hồi phát huy. Vừa rồi đại chiến, ngoại trừ khi mới bắt đầu, thì nó bị Hàn Lập dùng thần niệm ngăn lại hành động thiếu suy nghĩ, Điều này làm cho con thú vừa rồi mắt thấy ngân xí dạ xoa bay tới bay lui trên đỉnh đầu mà nó không thể động thủ trong lòng sớm đã rất là buồn bực. Lúc này mắt thấy thi lang vừa đi tới, nó không khách khí hướng thi lang nhe răng múa vuốt một phen. Mà thi lang vừa nghe thấy tiếng đề hồn thú nhất thời trên mặt lộ vẻ vài phần hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía đề hồn thú có chút rụt rè sợ hãi. Một bên ngân xí dạ xoa thấy vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng sau khi con mắt chuyển động vài cái, đột nhiên há miệng phun ra một viên châu hình tròn, đồng thời đem nhả vào tay rồi ném vào miệng thi lang. Thi lang hình người sau khi nuốt viên châu này lập tức toát ra một cỗ thi khí hôi thối cường đại. Hàn lập đối với hết thảy như không nhìn thấy, ngược lại nhân cơ hội này lại nhìn về phía thanh sắc tiểu thuẫn của Hắc Y Mỹ Phụ. Pháp bảo này sau khi mất đi chủ nhân, lơ lửng tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, mặt ngoài hiện ra thanh quang nhàn nhạt, nhạt, bóng loáng như lúc ban đầu. Hàn lập vừa nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người ngân xí giả dạ xoa nhìn vào những chiếc vải màu vàng nhạt, đột nhiên thần sắc vừa động tựa hồ như nhớ tới cái gì mà đúng lúc này ngân xí dạ xoa đột nhiên ngửa mặt lên phát ra một tiếng kêu to thật dài sau đó thân hình nhoáng lên theo gió biến mất không thấy mà bên kia thi lang cũng giống lên một tiếng to trong miệng phun ra một cỗ thi hỏa hướng tới để hồn thú đánh tới để hồn thú không cần suy nghĩ cũng ngẩng đầu lên từ trong mũi phun ra một dòng khí màu vàng tựa thổi quét tới thi lang tuy rằng sau khi nuốt phiên châu đối với để hồn thú sợ hãi giảm đi nhưng vẫn không dám mảy may tiếp cận dòng khí màu vàng lập tức thân hình biến thành một trận mơ hồ bỗng nhiên thoáng cái hóa thành mấy đạo ảo ảnh vây quanh đề hồn thú xoay chuyển liên tục bởi vì hình thể thu nhỏ đích duyên cớ mới khiến thi lang độn tốc cực nhanh nhất thời làm cho dòng khí màu vàng không thể truy đuổi kịp nhưng thi lang cũng không dám dễ dàng tiếp cận đề hồn thú bởi vì đề hồn thú vô cùng tỉnh táo liên tiếp từ trong mũi phun ra thần quang khiến cho dòng khí màu vàng hóa thành một tầng ánh sáng đem thân hình khổng lồ bao vào bên trong trong tay hai nắm đấm không ngừng đánh ra tứ phía lấy nắm đấm khổng lồ của đề hồn thú tự nhiên quyền đầu đánh ra lực không phải là nhỏ cho dù thi lang lấy luyện thi thân thể chống đỡ cũng cảm thấy ăn không tiêu nhất thời bọn chúng rằng co tại nơi đây trong khi đề hồn thú dây dưa với lang thi thì đồng thời ngân xí dạ xoa cùng hàn lập lại đang ở trên không trung lúc ẩn lúc hiện lóe lên giống như quỷ mị rằng co một đuổi một chạy sau lưng hàn lập lôi xí nhấp nháy quang điện phát ra xung quanh tiếng lôi minh một khắc cũng không ngừng thân hình xuất hiện tại các vị trí khác nhau không theo một quy luật nào lúc thì hiện phía tây lúc thì hiện phía đông một lúc lại ở trên trời cao một lúc lại ở dưới đất mà ngân xí dạ xoa lại càng không biết dùng loại thần thông nào một đôi nhục xí hiện lên ánh sáng màu xanh trắng phát ra quang mang thân hình có chút phảng phất như vô hình nhưng rốt cuộc hắn cũng có thể đuổi theo sát phía sau hàn lập không có buông tha không bao lâu hàn lập tựa cảm thấy ăn không tiêu Phong độn thuật của đối phương rõ ràng so với lôi độn thuật của hắn cao minh hơn rất nhiều, đuổi theo như vậy với thời gian càng dài thì khoảng cách ngày càng ngắn. Hiện thời hắn cơ hồ dùng lôi độn thuật ở mức cao nhất mới có thể rời khỏi ngân xí dạ xoa phía sau đuổi tới. Đột nhiên thân hình hàn lập một lần nữa lại xuất hiện trên không trung, cũng không có lập tức huy động lôi xí rời đi, mà ngược lại đột nhiên phía trước hắn nhất thời xuất hiện một viên châu màu trắng, viên châu này nhất thời đang xoay tròn lưu tục, phun ra mảng lớn tử diễm hướng mọi nơi phun ra, đồng thời trên thân hơn 10 khẩu màu vàng tiểu kiếm xoay quanh bộc phát ra một đoàn quang kiếm. Đem 10 trượng hơn tất cả đều bao phủ vào bên trong. Vừa mới bố trí màn này xong hết thảy thì cách hàn lập 5-6 trượng xa, không gian cùng nhau dao động, một cái bóng người nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên hiện ra ở đó. Nhất thời tử diễm, kiếm quang lấy người này làm trung tâm đồng thời chụp xuống. Hàn lập đơn trưởng dơ lên một tiếng lôi minh vang lên, nơi tay xuất hiện một đạo điện hồ thô to màu vàng hóa thành một cái điện mãng đánh ra. Ngân xí giả dạ xoa vừa thấy màn thanh thế này, cũng cảm thấy cả kinh, nhưng vảy trên người lập tức run lên bộc phát ra đạo kim mang phóng ra. Sau đó một màn hào quang vàng rực hiện lên, đem ngân xí giả dạ xoa bảo vệ vào bên trong. ầm ầm một trận nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang, tử diếm, điện hồ liên tiếp đánh tới bộc phát ra một màn hào quang trói mắt đem hào quang màu vàng bao lại. chương 987, Kim Độn và Băng Diễm Tinh Một tiếng lôi minh vang lên, thân hình hàn lập lại biến mất, hơn 20 đạo hồ quang lóe lên, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện tại nơi khác. Sau khi hiện thân, Hàn Lập nhìn chăm chú nơi quang mang bộc phát, vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới thanh minh linh mục, hắn nhìn rất rõ ràng tình hình bên trong quang mang. Vốn dĩ thanh trúc phong vân kiếm được canh tinh sảm nhập đã sắc bén vô cùng, nhưng những phi kiếm này sau khi chém vào kim cháo lại dễ dàng bị đánh bật ra, khiến người có cảm giác phi kiếm không thể phát huy toàn bộ uy lực, đã bị tầng quang cháo dùng phương thức tá lực đả lực khống chế. Còn tịch tà thần lôi hóa thành điện mạng sau khi đánh vào vầng hào quang chỉ có thể khiến nó nhoáng lên một cái, không hề có tác dụng. Chỉ có tử sắc hỏa diễm sau khi tiến vào vầng hào quang thì. Hàn quang trên mắt hàn lập chợt lóe sau khi quang hoa lóe lên rồi biến mất, từ phía xa lại xuất hiện một khối cự băng, ngân xí dạ xoa vốn được bao phủ bởi kim sắc hào quang đã bị đóng băng trong đó. Ngân xí dạ xoa tuy được hào quang bảo vệ bình yên vô sự nhưng lại vô cùng ngạc nhiên hắn quả thật không ngờ hỏa diễm lại có thể đóng băng được kim cháo bất quá thoát khỏi trụ băng này với hắn chỉ là chuyện thường ngân xí hướng về vầng kim sắc hào quang vẫy một cái từ kim cháo phát ra vô số kim mang sau đó phá vỡ một chỗ trên cự băng rồi cả người thoát ra ngoài sau đó toàn bộ cự băng cũng bị đánh vỡ hàn lập dùng mình phất tay một cái toàn bộ phi kiếm vụt bay trở về một chút sau thân hình ngân xí dạ xoa lại nhoáng lên thân hình xuất hiện bên ngoài tử băng đôi mắt chết chóc lạnh lùng nhìn hàn lập khoát tay một cái. Kim quang chói mắt, một kim sắc quang cầu hiện ra. Nhưng lúc này, Hàn Lập lại đột nhiên lên tiếng. Hiện tại ta đã có thể khẳng định, ngoài trừ ra thổ phong hai loại độn hình, người còn có thể sử dụng kim độn thuật. Mà theo ta được biết, kim độn thuật thuật này tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không có nhiều người tu luyện, mà về phần luyện thi, trong thiên hạ cũng chỉ có kim thân nguyệt thi trong truyền thuyết có thần thông này. Chẳng lẽ ngươi đang bắt đầu tiến dai? hàn lập nói xong lời này lại chăm chú nhìn về phía kim sắc lân phiến của dạ xoa nghe hàn lập hỏi ngân xí dạ xoa tuy có chút bất ngờ nhưng lập tức hử lạnh hừ ta từ vạn năm trước đã bắt đầu tiến giai nếu mấy tên nguyên anh trung kỳ các người tập hợp lại rồi liên thủ từ đầu thì còn có cơ may nhưng hiện tại chỉ còn một mình ngươi cho dù có một chút thần thông nhưng muốn đánh bại ta chỉ là si tâm vọng tưởng vừa nói xong ngân xí dạ xoa liền vung đôi cánh đôi nhục xí từ màu ngân bạch lại hóa thành kim sắc một cỗ khí thức trùng thiên bạo phát, dưới áp lực cường đại này, cả đại trận khổng lồ cũng khẽ nhoáng lên. Đồng tử Hàn lập co lại, cỗ khí thức này tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hắn đã từng gặp. Chỉ có tam đại tu sĩ thiên nam là có thể sánh được. Còn về áp lực xuất ra từ phi thi này, hắn cũng chỉ gặp qua từ hai cổ ma ở trụy ma cốc. Trong lòng Hàn lập thầm ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại lạnh lùng dò xét. Xem như người đã bắt đầu tiến dài từ lâu, nhưng bị vây ở một địa phương như thế này cũng vô phương hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt cho dù ngươi tiếp tục tu luyện thêm một vạn năm nữa cũng chưa chắc đã thành công hiện tại cùng lắm là ngươi chỉ nắm giữ một phần nhỏ của kim độn thuật mà thôi vận dụng pháp môn có chút cổ quái chỉ cần gặp phải một vài pháp bảo được giảm nhập kim khí tài liệu quỷ hiếm những công pháp này của ngươi sẽ trở thành vô dụng hàn lập tuy nói thế nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đối phương phá tan thanh đồng độn cùng với đám phi kiếm của mình bị đánh bật ra ngoài, trong lòng cũng cảm thấy khó giải quyết. Dù sao trong tay hắn cũng có rất ít pháp bảo có sảm nhập kim khí tài liệu. Hắc hắc, thật vậy sao? Ngươi cũng đã lãnh giáo qua tư vị của nó rồi, bất quá lúc này ta cũng không còn hứng thú đùa giỡn với ngươi nữa, giao mạng ra đi. Ngân xí giả dạ xoa không cho hàn lập tiếp lời, một tay nhấc lên, kim quang trong tay lại càng trói mắt, năm ngón tay bên kia lại khẽ nhấc, một đạo hôi sắc quang trụ bắn về phía thây khô trên thạch trụ. Trong nháy mắt, quang trụ lóe lên rồi xuyên qua thân thể thây khô sau đó biến mất. Hàn lập không kịp ngăn cản, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, trong lòng trầm xuống. Từ phía thạch trụ lại vang lên thanh âm lớn, xiềng xích phía trên rơi xuống, đôi mắt thây khô mở ra, thân thể khẽ lắc nhẹ rồi rời khỏi thạch trụ. Nhưng sau khi đi được vài bước, thây khô lại dừng lại, dùng đôi mắt vô cảm nhìn về phía hàn lập trên không trung. Có hóa thân thi sát hỗ trợ, người đã không còn cơ hội chiến thắng ta. Nếu biết điều mau buông tay chịu trói ta còn có thể cho ngươi cơ hội không chịu nỗi thống khổ khi luyện hồn. Ngân xí giả xoa đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập chăm chú nhìn thây khô, trầm mặc một hồi rồi khẽ thở dài, không ngờ được lần này đã phải sử dụng vật ấy, không biết là người bất hạnh hay do ta kém may mắn. Hàn Lập thì thào vài tiếng, cũng không trần chờ vỗ nhẹ vào túi chữ vật bên hông. Phù, một tiếng, một quang đoàn to cỡ nắm tay bắn ra rơi vào tay Hàn Lập, hiện hình một chiếc vũ phiến cổ xưa. Phiến này chỉ vài tấc, có ba màu vàng, bạc và hồng. Trên thân quạt có vô số phù chú ký tự, một tầng tiếp nối một tầng, ba màu không ngừng rung động luân chuyển, vô số phù văn kỳ lạ không ngừng tuôn ra, khiến người khác cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bảo vật này vừa xuất ra, thoáng nhìn đã biết không phải vật bình thường. Lúc này ngân sĩ giả dạ xoa đối diện cũng đã thi pháp xong, chủ động công kích. Hắn quát to một tiếng, đột nhiên tung quang đoàn trong tay lên không trung. Kim đoàn khẽ quay tròn, nhất thời bắn ra vạn đạo kim mang. Những kim mang này sau khi tách khỏi quang đoàn, lập tức linh quang chợt lóe, hóa thành vô số phi châm. Những phi châm này sau khi lóe lên lập tức đồng loạt bắn về phía Hàn Lập. Nhất thời kim quang chói mắt, một cơn mưa công kích bắn đến khiến Hàn Lập vô phương né tránh. Mà thầy khô cũng dương đôi tay, vô số sát hồn ti từ đầu ngón tay cuồn cuộn phun ra, rồi tập trung lại. Trong chớp mắt một hắc sắc cử vóng dưới chân Hàn Lập thành hình, không chút khách khí phủ lên trên cự võng mang theo khí thế mãnh liệt lại còn ẩn chứa sát khí dị thường. Nếu là tu sĩ bình thường chỉ sợ không cần tiếp xúc cự võng, riêng sát khí phát ra cũng khiến thân thể mất tự chủ, không thể khống chế pháp lực đành buông tay chịu trói. Nhưng Hàn Lập thân thể vốn đã tràn đầy sát khí, lại còn tu luyện minh vương quyết nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí này. Nhưng đối phương mang theo thanh thế to lớn như thế, tấn công như thiên la địa võng khiến Hàn Lập ngạc nhiên. Khuôn mặt hắn trầm xuống, hai tay khẽ trà sát, quang mang lóe lên, tam diễm phiến lại phóng đại thêm vài thước. Tay hàn lập nắm chặt đuôi phiến, quán chút toàn bộ linh lực vào thân phiến, vỗ mạnh một cái xuống phía dưới. Nhất thời hàn lập bị dọa giật nảy người, sau khi phiến đánh ra toàn thân linh lực của hắn cũng mất đi hơn nửa nhưng vẫn không ngừng bị hút đi, suýt chút nữa thì đánh rơi cả tam diễm phiến. Từ tam diễm phiến bỗng phát ra tiếng phượng gáy, pháp lực đang tuôn ra khỏi cơ thể lập tức dừng lại, sau đó thân phiến rung lên, một cổ tam sắc hỏa diễm từ mặt phiến bạo phát, sau đó tất cả hỏa diễm ngưng tụ tại trung gian, hóa thành một hỏa phượng hoàng to vài trượng, thân mang tam sắc phóng thẳng đến cự võng. Hàn Lập nhìn dị tượng mà ngẩn ngơ, nhưng cũng đã không còn thời gian suy xét. Đám phi châm đã đến sát người hắn, hiện tại pháp lực thân thể đã tiêu hao gần hết, nhất thời đành hướng đám phi kiếm quanh người điểm chỉ một cái. Lập tức tất cả phi kiếm kim quang đại phóng, tốc độ bay tăng vọt, một đóa kim liên lấy Hàn Lập làm trung tâm nở rộ ra bốn phía đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong hắn cũng không dừng tay, hé miệng ra phun một ngụm huyết tinh vào tuyết tinh châu. Tuyết tinh châu run lên kịch liệt sau đó phun suốt vô số tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm được pháp quyết thôi thúc xoay quanh bàn tay Hàn Lập, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống kịch liệt, thanh âm tư lạp khác thường nổi lên. Nhất thời một bức tường băng cao hơn 10 trượng xuất hiện trước người Hàn Lập, tử diễm đang tán loạn đồng thời hiện lên trước mặt Hàn Lập, tử sắc quang mang không ngừng chớp động nghiêm cần bảo vệ thân thể hắn. Lúc này tại tảng lớn kim quang chớp động hạ, vô số tơ vàng rốt cục bắn đến băng vách tường trước. Âm thanh len keng nổi lên, sau khi kim mang va chạm cùng tử quang, phía ngoài tường băng lóe sáng một cái, bề mặt đã xuất hiện vô số vết kim đâm. Phạ ở phía sau phi châm vẫn không ngừng kích tới, một tầng rồi một tầng như muốn đánh tan chướng ngại trước mắt. Mặc dù tường băng vẫn còn dày hơn trượng nhưng trong chớp mắt đã bị đánh tan đi vài tấc. Sắc mặt hàn lập thoáng biến đổi, hắn cũng không biết, ngân sĩ dạ xoa bên kia nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc không kém phải biết rằng những phi châm này tuy đều dựa vào kim khí và linh lực mà thành nhưng cũng không phải loại có thể bổ sung sau khi tiêu hao mà vốn là hắn khi bị nhốt ở đây nên tìm được một loại khoáng thạch vô danh rồi sau đó luyện thành những phi châm này được trải qua hơn mấy ngàn năm được linh lực cùng thi hỏa luyện thành uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa mà sau khi hóa thành pháp châm lại càng sắc bén dị thường lúc này hắn bày ra công kích vô thiên cái địa nhưng không thể nhất kích tất sát nên khiến hắn ngạc nhiên vô cùng phải biết rằng vừa lúc nãy hắn chỉ cần dùng một ít kim mang đã phá vỡ được tử băng. Mà sau khi dùng tuyết phát hoàn lại mượn lực tuyết tinh châu kết hợp, từ đó mới tạo ra băng diễm này. Băng diễm cơ hồ đã ngưng tụ toàn bộ hàn khí của tử la thiên hỏa, tự nhiên không phải loại tử la thiên hỏa lúc đầu có thể so sánh, nhưng vì muốn sử dụng toàn bộ uy lực của băng diễm lúc pháp lực đang hao hụt, hàn lập chỉ còn cách hy sinh một ngụm tinh huyết để mạnh mẽ thúc giục. Ngân sĩ giả dạ xoa tự nhiên không biết, Hàn Lập lần này dùng máu huyết để thôi thúc tử diễm đã còn đơn thuần là một loại tử la thiên hỏa. Lúc này Hàn Lập dùng bảo phiến tạo ra tam sắc hỏa phượng đã bắt đầu đánh vào hôi sắc cự võng. Cự võng do sát hồn ti tạo thành lóe lên, sau đó phun ra vô số hôi ti tạo thành một tấm lưới lớn vây lấy hỏa phượng, trong nháy mắt hôi ti đã che khuất toàn bộ không gian giam giữ hỏa phượng. Hỏa phượng ngạo nghế gáy lên một tiếng, thân hình khẽ rung lên, sau đó phát ra một tam sắc quang vượng, quang mang không ngừng thiểm động, sau đó một đám phù văn thâm ảo hiện ra, trông vô cùng diễm lệ. Mà đám sát hồn ti này sau khi bắn vào đám quang mang lại hiện ra một màn khó tin. chương 988, Linh Phiến chỉ Uy, đám bụi ti bị vầng sáng ngăn lại, sau đó rơi rụng dần, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Ti võng vốn vô cùng chu mật lúc này như tuyết giữa trời xuân, dưới ánh sáng mặt trời tất cả đều tiêu tán. Mà đúng lúc này, tam sát hỏa phượng mới bắt đầu thật sự công kích, hai cánh vùng ra hóa thành một quang cầu khổng lồ, sau khi áp xúc lại một chút đột nhiên cuồn trướng ra bốn phía cơ hồ chỉ trong nháy mắt một cái kim ngân quang luân tam sắc xuất hiện trên không trung hình thể khổng lồ mang cử võng gắn vào trong mà trên tam sắc quang luân phủ văn không ngừng lưu chuyển lớn thì hơn trượng nhỏ cũng gần thước toàn các phủ văn kỳ lạ khó hiểu nhưng lại khiến người xem sinh cảm giác kính sợ nhìn cảnh tượng phi thường diễm lệ trên không trung hàn lập cùng ngân xí giả dạ xoa lắp bắp kinh hãi sau đó quang hoa lóe lên quang luân to lớn vừa xuất hiện đã biến mất cùng biến mất còn có hôi sắc cử võng, phảng phất như hai vật này chưa từng xuất hiện tại đây. Đôi nhục xí phía sau ngân xí giả dạ xoa vô thức phe phẩy, trên mặt lại hiện ra biểu tình không tin được. Phải biết rằng ti võng kia là do hắn ngưng tụ gần như toàn bộ thi sát chi khí mà thành, chỉ lưu lại trong cơ thể một phần rất ít dùng để miễn cưỡng hoạt động thân thể mà thôi, căn bản không thể tiếp tục công kích. Đối phương chỉ khẽ vẫy cánh một cái đã gần như hóa giải toàn bộ thần thông của hắn, mà tam sắc luân xa vừa rồi lại như ẩn chứa linh lực khủng bố, nếu hắn bị vây bên trong hơn phân nữa là bỏ mạng. Đó không còn là vấn đề uy lực của hỏa diễm bên trong nữa mà bên trong đó đã ẩn hàm thiên địa pháp tắc, chỉ có hóa thần kỳ mới có thể tiếp xúc. Tuy rằng hắn vẫn chưa tiến dài đến kim thân nguyệt thi nhưng ở cảnh giới này đã hơn vạn năm tự nhiên cũng hiểu biết một ít. Một kích vừa rồi chỉ ẩn chứa một phần rất nhỏ thiên địa pháp tắc nhưng đã khiến tinh thần ngân xí dạ xoa trầm xuống. Vũ phiến trong tay đối phương rốt cuộc là bảo vật gì, sao lại có uy lực kinh khủng như thế? với tu vi của hắn nếu trong tay có thêm một kiện pháp khí tương xứng để phối hợp cũng vị tất e ngại công kích này chỉ tiếc từ sau khi hắn khai mở linh trí đến giờ đều bị hãm trong pháp trận không hề có cơ hội tự mình luyện chế bảo vật nếu không thì sao các tu sĩ tiến vào đến đây sau này đều bị hắn giết sạch chứ rồi lại mượn thi thể họ dùng huyết tế pháp luyện chế thành thi sát hóa thân cũng bởi vì hành động của hắn đều bị hạn chế gắt gao tại đây Hắn tuy rằng kiếm được một ít bảo vật từ các tu sĩ này nhưng trong đó căn bản không có món nào đáng cho hắn để mắt. Vật duy nhất khiến hắn tạm vừa lòng chính là tà nguyệt huyễn kính kia. Cũng vì vật này hắn đã hao phí một ít tâm huyết, có vài loại thần thông cũng cần phải có vật này hắn mới thi triển được. Vì thế khi thấy hàn lập hủy đi, hắn mới vô cùng tức giận. Nhãn châu ngân xí dạ xoa chuyển động, trong lòng đã kiêng kỵ còn hàn lập trong thấy uy lực kinh khủng của tam diễm phiến trong lòng vô cùng mừng rỡ mắt thấy tường băng trước mặt đã bị kim châm hủy diệt gần một nửa, hắn không hề trần chờ lật tay, từ túi chữ vật lấy ta một bình nhỏ. Hàn lập mở bình đổ vào miệng, nhất thời đã dùng một giọt vạn niên linh dịch. Dưới tác dụng của dược lực, kinh mạch trong cơ thể lập tức xuất hiện linh lực tinh thuần, pháp lực lập tức bắt đầu phục hồi. Thu bình nhỏ lại, cảm nhận pháp thuật đang hồi phục trong cơ thể, hàn lập lạnh lùng nhìn ngân xí dạ xoa phía xa, tam diễm phiến đang xoay tròn một lần nữa nằm chặt trong bàn tay. Tiếp theo hào quang đại phóng, tam sắc phù văn lại xuất hiện. Lúc này Hàn Lập chuẩn bị toàn lực tiêu diệt đại địch trước mắt. Cũng may là đối phương trong người mang cấm chế không thể rời đi, nếu không cho dù uy lực tam diễm phiến có mạnh hơn nhưng nếu đối phương mà có tâm tránh né, dùng độn thuật bỏ chạy thì hắn cũng tốn công vô ích. Ngân sĩ giả dạ xoa nhìn thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Lần công kích trước đã chứng tỏ uy lực cùng phạm vi công kích của đối phương, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Thầm kêu khổ, ngân xí giả dạ xoa hướng kim sắc quang đoàn trên không trung điểm một chỉ kim quang lập tức đình chỉ phóng thích kim mang phốc suy một tiếng sau đó lóe lên rồi toàn bộ tiến nhập vào cơ thể ngân xí giả dạ xoa lập tức một tần quang cháo rực rỡ hiện ra cơ hồ cùng lúc đó hắn không hề do dự hé miệng một cỗ thi khí màu đen tuôn ra sau đó trông chốc lát đã quỷ dị phủ kín quang cháo hàn lập thấy thế cười lạnh một tiếng trong lúc đang rót pháp lực toàn thân vào linh phiến thì pháp trận bên dưới đột nhiên chấn động sau đó quang hoa lưu chuyển hồi sắc quang mạc từ bốn phía chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập ngẩn người, động tác thoáng đình trệ, không kịp để hắn tìm hiểu, một màn kinh biến lại xuất hiện. Chỉ thấy phần đất phía xa pháp trận đột nhiên rạn nứt rồi một đạo linh mang từ lòng đất bắn thẳng lên, mặt trên còn được khảm hơn trăm viên linh thạch, trong nháy mắt cùng trận pháp bên trong hồ ứng dung hợp tạo thành một trận pháp mới. Đây là, với tạo nghệ về trận pháp của mình, Hàn Lập chỉ hơi ngẩn ra chút đã nhận ra pháp trận này. Đây rõ ràng là một truyền tống trận cực lớn, hơn nữa bộ dáng đang bị kích phát. Tâm tình Hàn Lập trầm xuống, có trời mới biết cái trận pháp này sẽ truyền hắn đến địa phương quỷ quái nào, hắn lập tức luống cuống tay chân, đem bức tường băng thu lại, sau lưng lại vang lên một tiếng lôi mình, muốn dùng lôi độn thuật thoát khỏi phạm vi của truyền tống trận. Nhưng động tác của hắn đã quá muộn, từ bốn phía không ngừng phát ra âm thanh, linh mang vừa bạo phát từ dưới lòng đất lúc nãy chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập ngân xí giả dạ xoa cùng mọi thứ biến mất vô tung vô ảnh. Không ai biết, cùng lúc này ở Đại Tấn tại ba địa phương cũng cũng đồng dạng phát sinh dị biến. Ngoại trừ ngân xí giả dạ xoa còn có ba quái vật không biết tên khác cũng bị truyền tống đi. Mà nơi khởi nguồn của việc này là tại một tiểu hồ vô danh ở Nam Cương, nơi quần tu của Diệp Gia. Nhưng lúc này, phía trên bầu trời của tiểu hồ, đám cao giai tu sĩ của Diệp Gia cũng đang hỗn loạn. Sao lại thế này, không phải nói đã bố trí hoàn hảo trận pháp, có thể che giấu thiên tượng sao? pháp trận che giấu đâu, do pháp trận vô dụng hay là chưa kích phát, với tình hình này chắc chắn sẽ kinh động tới các tu sĩ khác, bọn họ sẽ lập tức đến đây, người muốn nghiệp ra chúng ta gặp hỏa diệt tộc sao. Trên không trung tiểu hồ, tu sĩ mặt chữ điền đang tức giận lôi áo một bạch phát lão giả, lớn tiếng quát. Phía sau hắn vài trượng, khuôn các tu sĩ nghiệp ra cũng âm trầm dị thường. Mà tại trung tâm tiểu hồ xuất hiện một bạch sắc quang trụ phóng thẳng lên cao, đường kính gần 30 trượng, như thể có trụ trống trời thẳng lên 9 tầng mây mà xa xa ở bốn phía cũng đồng dạng xuất hiện sáu quang trụ tất cả đều ở xung quanh tiểu hồ cực kỳ đáng chú ý nhìn cảnh này cũng không trách được vì sao tu sĩ mặt chữ điền lại bạo nộ con cũng không biết rõ ràng hôm qua đã kiểm tra rất kỹ sáng nay cũng đã phân phó mấy tên đệ tử đi mở trận pháp bạch phát lão giả này là một gã đại sư pháp trận phụ trách việc giải trừ phong ấn trong lúc này cũng vô cùng kinh hoàng nhị ca trước hết hãy thả linh long hiền chất ra đã Hắn vì việc giải trừ pháp trận đã tiêu phí không ít tâm huyết, không có khả năng lầm lỗi phút này, chắc chắn có duyên cớ khác. Mấy người các ngươi lập tức đến ẩn nặc pháp trận xem xem, nếu là chưa kích phát thì lập tức kích phát, nếu có sự cố thì lập tức sửa chữa, cố gắng hoàn thành trong vài ngày. Khoảng thời gian này nếu gặp khó khăn thì chúng ta sẽ đồng loạt xuất thủ, cùng lắm là đem đám tu sĩ mỏ đến đây giết sạch. Nói lời này chính là một gã nho sinh hơn 30 tuổi, da thịt như ngọc nhưng khẩu khí lại vô cùng tàn nhẫn. Nhưng lời vừa xuất ra, tu sĩ mặt chữ điền lập tức buông tay thả bạch phát lão giả, mấy tên trưởng lão nghiệp ra cũng đều khom lưng đáp ứng. Vâng, thưa đại trưởng lão, sau đó mấy người này lập tức chia ra bốn hướng bay nhanh đi. Nho sinh trẻ tuổi này không ngờ lại là đại trưởng lão của đệ nhất thế gia đại tấn. Sau khi phân phó hoàn tất, nho sinh quay lại hỏi bạch phát lão giả. Ẩn nạc pháp trận đã có chuyện, vậy việc giải trừ phong ấn không biết có việc gì ngoài ý muốn hay không? Thanh âm nho sinh tuy không hề lộ tình cảm nhưng lại khiến bạch phát lão giả lạnh run người, cung kính trả lời. Bẩm đại trưởng lão, tuyệt đối không có vấn đề. Phong ấn tại Côn Ngô Sơn đã được mở ra một khe nhỏ, hiện tại mới vô cùng yếu ớt, nhưng chắc chỉ qua khoảng một năm nữa phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất. Được lắm, các tu sĩ cấp thấp trong tộc lập tức tập hợp, bắt đầu chuẩn bị rút đi. Các ngươi đã không thể ở lại đây, lập tức đến các địa phương đã được an bài lúc trước lẩn trốn, trong vòng một năm bất cứ kẻ nào dám xuất đầu lộ hiện lập tức xử theo tập quy nho sinh trẻ tuổi nhàn nhạt nói bạch phát lão giả dùng mình lập tức đáp ứng sau đó thân hình hạ xuống mặt hồ biến mất các tu sĩ nghiệp gia khác lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh lặng lặng đứng chờ tại chỗ ẩn nặc pháp trận cũng cách nơi này không quá xa với tốc độ của tu sĩ nguyên anh kỳ chỉ thoáng một chốc đã đến nơi sau thời gian một chén trà các trưởng lão nghiệp gia được phái đi tra xét đều quay trở lại người nào cũng mang biểu tình kinh sợ đại trưởng lão, không ổn rồi, ta đã tra xét các pháp trận kia, rõ ràng đã bị người khác phá hoại, các đệ tử bên trong pháp trận đều biến mất. Nho sinh vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía. Các tu sĩ còn lại nghe xong cũng biến sắc, xôn xao rối loạn. Chương 989, Thiên tượng cự biến. Trải qua một đoạn thời gian, số tu sĩ tra xét những chỗ pháp trận còn lại cũng lục đục trở về, lời bẩm báo đều giống với người đầu tiên, đều là trận bị hủy đệ tử thao túng pháp trận biến mất không thấy lần này mọi người đều phải đối mặt với vấn đề lớn tất cả diệp gia tu sĩ đều trở nên trầm mặc trong phạm vi trăm dặm quanh đây ngoại trừ diệp gia tu sĩ chúng ta cũng không có những tu sĩ khác tồn tại sao lại có người lẻn từ phía sau phá hư được thời gian động thủ của những người này thật là vừa khéo a à, bên này vừa mới giải trừ phong ấn bên kia đã có người động tay động chân lên pháp trận được che giấu xem ra vấn đề phát sinh từ nội bộ chúng ta Nho sinh bỗng nhiên cười lạnh nói, từ nội bộ, không có khả năng, đều là người của Diệp Gia, tại sao lại phải làm như vậy? Đều là người Diệp Gia, điều này không nhất định, không phải là có một gã không phải họ Diệp sao? Một trận nghị luận nổi lên, đột nhiên có một người đứng lên nói. Nghe nói thế, hơn phân nửa tu sĩ trong lòng đều trợt động hướng tới một người. Người nọ tướng mạo bình thường, thần sắc bình tĩnh, đúng là nhân loại tu sĩ do cổ ma hóa thân. Hàn trưởng lão là do ta tự mình mời đến, hơn nữa cùng thất thúc đợi cùng một chỗ. Đừng có ở đấy mà đoán mò diệp ra đại trưởng lão phải mở miệng quát để chấm dứt nghị luật. Đúng vậy, Hàn Đạo Hữu vẫn cùng lão phu ở một chỗ. Hai người bọn ta trò chuyện với nhau rất vui, tên đầu to quái nhân điềm đạm nói. Những tu sĩ còn lại nghe được như thế, tự nhiên đối với vị diệp gia trưởng bối cực kỳ tin tưởng, lúc này lòng nghi ngờ đều tan biến hết. Lúc này nho sinh quay lại phân phó đối với mặt chữ điền tu sĩ. Nhị ca, người đi đáy hồ xác nhận một chút nhìn xem ngoại trừ những đệ tử mất tích ra còn thiếu người nào không. Ta biết rồi, tu sĩ mặt chữ điền gật đầu đáp ứng, sau đó hóa thành một đạo độn quang chìm vào đáy hồ không thấy bóng dáng. Các vị trưởng lão, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Mặc dù nơi này dị tượng kinh người, không cách nào tiếp tục giấu giếm được nữa, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có thế lực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp xuất hiện. Nam Cương cũng không có môn phái quá lớn, những tu sĩ khác muốn đến nơi đây cũng cần 10 bữa nửa tháng mặc dù không biết bên trong côn sơn tình huống ra sao nhưng chúng ta phải nhanh chóng khai quật bí bảo đặc biệt là hai kiện thông thiên linh bảo kia nhất định phải trong thời gian ngắn bắt được trên tay chỉ có như vậy mưu đồ của chúng ta cho dù bị phát hiện cũng có đủ thực lực để bảo vệ mình nếu không chẳng những mấy trăm năm mưu hoa tất cả đều thành đan áo cho người khác diệp ra còn có thể bị diệt tộc tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này bạch bào nho sinh lại lành lùng hướng những người khác nói vâng đại trưởng lão những vị trưởng lão của diệp ra nghe được lời ấy trong lòng đều dùng mình đồng thanh đáp ứng đợi một lát sau mặt chữ điền tu sĩ cùng tên bạch bào lão giả đồng loạt từ dưới đáy hồ bay vọt lên trong đó mặt chữ điền tu sĩ vội đến trước mặt bạch bào nho sinh sắc mặt âm trầm nói tam đệ trận sư phía dưới quả nhiên thiếu hai người là con cháu của lão ngũ ra cùng lão thập nhị chẳng lẽ này hai người có dũng khí thông đồng với địch bán tộc hư thông đồng với địch bán tộc thì chưa chắc nhưng có khả năng có người siêu hồn rồi diệt sát bọn họ. Bọn họ mất tích khi nào? Nho sinh lạnh lùng hỏi. Tầm 2 ngày rồi, hai người này phụ trách phụ trách pháp trận ở cực xa nên lúc đó cũng không có ai hoài nghi. Cho đến khi tập trung đệ tử hôm nay mới phát hiện hành tung hai người này không rõ. Lần này là bạch phát lão giả mặt đầy mồ hôi trả lời. Xem ra vấn đề đúng là từ hai người này, bất quá mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, hiện tại đã không còn trọng yếu nữa. Đợi đến khi chúng ta tiến vào Côn Sơn, tất cả trận pháp sĩ cùng đệ tử trong tộc lập tức rút lui. Phải rồi, giã xác nhận được vị trí cái khe chứa phòng ấn chưa? Nho sinh tỉnh táo hỏi, đã dùng pháp trận tìm được rồi, tại phương Bắc cách này hơn 20 hơn. Dưới mặt đất ngàn trượng mở ra một cái khe dài hơn 10 trượng, các vị trưởng lão từ đó có thể tiếp tục tiến vào. Bạch phát lão giả vội vàng trả lời, đi trước dẫn đường đi, chúng ta đi thôi, nho sinh không chút do dự nói. Vâng, đại trưởng lão. Bạch phát lão giả không người tuân mệnh, nhất thời một hàng chín tên tu sĩ hướng phía bắc độn quang mà đi. Một lát sau, trải qua hơn 20 hơn dặm độn quang là một cánh rừng rậm trải dài tận chân trời, phía dưới cây cối vô cùng rậm rạp, xanh tươi mơn mởn. Bạch phát lão giả dừng lại, hướng bốn phía nhìn lướt qua rồi mới vừa lật tay, xuất ra một ngân sắc pháp bàn. Trong miệng lẩm bẩm, lão giả sử dụng một đạo pháp quyết đánh vào pháp bàn, nhất thời linh quang chấp động, những ký hiệu phù văn bên trong pháp bàn khi ẩn khi hiện. Không sai, chính là nơi này. Bạch lão chỉ nhìn một lát vào pháp bàn liền phi thường khẳng định, nói. Hảo, cửu muội thả ra linh thú đi, chúng ta đi xuống xem sao. Nho sinh hướng về phía một đạo cô phía sau nói. Đạo cô kia đáp ứng một tiếng, vỗ bên hông linh thú túi. Một đạo hoàng quang từ bên trong bắn ra, lập tức đón gió cuồng trướng, trong chớp mắt hóa thành một con mô công ngàn chân lớn hơn 10 trượng, miệng phun lục khí, nhìn hung ác dị thường. Không cần ai nói thêm gì nữa, Ngoại trừ bạch phát lão giả ra, tất cả diệp gia tu sĩ đều bay đến trên lưng ngô công. Đạo cô trong miệng quát khẽ một tiếng, cự hình ngô công quanh thân nổi lên một tầng màu vàng nhạt hào quang, nhất thời đem tất cả tu sĩ đều bao bọc ở trong đó, sau đó thân thể tự hướng thẳng xuống dưới mà đi. Thân hình khổng lồ của ngô công vừa tiếp xúc với mặt đất liền vô thanh vô tức chìm vào trong đó, trong nhay mắt đã không thấy đâu. Ảnh, thật không ngờ, đây lại là một yêu thú tinh tông thổ độn thuật. Bạch phát lão giả tại không trung chờ một lúc, Thấy Diệp Gia Tu sĩ không có dấu hiệu quay lại mới thở dài một hơi, quay đầu bay ngược trở về. Cơ hồ cùng lúc đó, cách nơi này khoảng hơn 200 dặm, trên trời cao, mấy tên tu sĩ mặc lam sắc bào tử, đầu mang hồng sắc triền đầu đang nhìn bảy đạo bạch sắc quang trụ trùng thiên ở phương xa, cả đám không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đây là cái gì? Thiên tượng thật là kinh người a, một gã thanh niên hơn 20 tuổi kinh ngạc nói. Mặc kệ là cái gì, đều không phải là bình thường sự tình. Dư sư đệ ngươi nhanh trở về sư môn báo cáo việc này. Ta mang các vị sư đệ còn lại đi trước nhìn xem. Cầm đầu là một vị sắc mặt ngăm đen tu sĩ ngưng trọng phân phó. Một tên tu sĩ khác nghe vậy liền đáp ứng một tiếng, ngự khí bay đi. Những tu sĩ còn lại do trung niên nhân dẫn đầu, nhanh chóng hướng tiểu hồ bay đến. Ở một địa phương xa hơn, trên một đỉnh núi cao tụ tập đông đúc trên trăm tên tu sĩ với phục sức khác nhau. Mấy này tu sĩ tất cả đều tu vi không cao, phần lớn là luyện khí kỳ tu vi, ngay cả trúc cơ kỳ đều không có mấy, không ngờ là một tụ hội nho nhỏ do thấp giai tu sĩ cử hành. Mấy tu sĩ này mặc dù tu vi nông cạn, nhưng vài đạo quang trụ gây nên chú ý như thế, giờ phút này mọi người hoặc đứng tại cự thạch, hoặc ngự khí bay lên không trung, đều ngạc nhiên nhìn về phương hướng có quang trụ. Tại một chân núi hoang vô danh, một gã bàn lão giả đứng bên cạnh một thạch môn vừa mới khai mở, nhìn về vài đạo quang trụ phía chân trời, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đồng dạng tình hình, lấy tiểu hồ do diệp ra tu sĩ chiếm cứ làm trung tâm tất cả các tu sĩ xung quanh mấy ngàn dặm đều sôi nổi bàn tán về nói kinh thiên quang trụ bất luận là phụ cận tu sĩ của thế gia hay là ẩn tu tán tu đều hướng về phía quang trụ phi độn mà đến không bao lâu sau nơi này xuất hiện tin tức về bảo khố lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan truyền khắp nam cương mấy ngày sau thậm chí đến cả châu quận cũng đã xuất hiện tin tức đó nhất thời cả nam cương phong khởi vân dũng khi diệp ra tu sĩ tiến nhập vào thì hàn lập đang ở tại một địa danh không biết tên đứng ở chính giữa một tòa cự đại truyền tống trận bốn phía đều là thạch bích cự đại mà thô giáp phảng phất như từ nhũ động tạo nên lúc này vẻ mặt hắn vô cùng buôn bực quan sát mấy thứ dưới chân mấy thứ này là vài mảnh vỡ vụn có hình dáng tựa như viên vòng mặt trên toàn thân huyết hồng tinh oánh còn lóe ra nhàn nhạt linh quang rõ ràng đây là giam cầm pháp khí ban đầu được sử dụng để vây khốn ngân xí dạ xoa Giờ phút này mấy cái viên vòng đã bị nghiền nát, mà ngân xí dạ xoa lại không hề thấy bóng dáng đâu. Kết quả này tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ tới đây, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, hướng một phía bên hông nhìn lại. Nơi đó có dán một cái lục sắc ngọc phù, tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Đồ án trên ngọc phù có chút quen thuộc đối với Hàn Lập, là một loại cực kỳ hiếm thấy truyền tống phù. Loại phù tương tự như vậy, lúc truyền tống tại loạn tinh hải hắn đã gặp qua, chỉ là lúc đó phù làm bằng giấy thôi. Hàn Lập nhướng mày, bàn tay vừa lật, trong tay nhiều ra một khối lệnh bài màu lam chói mắt, chính là khối đại na di lệnh năm xưa tìm được. Lúc hắn sử dụng truyền tống để thoát ra, nhưng cũng không biết sẽ bị truyền tống tới nơi nào, sợ rằng truyền tống đi ra ngoài đến một nơi quá xa sẽ bị không gian áp lực xé nát thành mảnh nhỏ. Cho nên lúc đó mới lấy ra lệnh bài, nắm chắc ở trên tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, khi linh quang truyền tống xuất hiện đồng thời bên hông hắn lại đột một xuất hiện ngọc phù này, lập tức khiến hắn cả cơ hội né tránh đều không có không biết rằng đây là đặc thù công năng của truyền tống trận này hay là do an bài xảo diệu của những tu sĩ bố trí ra pháp trận này. Chẳng qua loại thượng cổ truyền tống phù này, khẳng định cùng với thời đại ngày nay sẽ có sự khác biệt, nhưng lại rất có giá trị để nghiên cứu. Trong lòng tự đánh giá, Hàn Lập giơ tay hướng Ngọc Phù một chảo. Nhưng còn chưa chờ đầu ngón tay của hắn tiếp xúc vật ấy, Ngọc Phù không ngờ lại phốc suy một tiếng tán loạn vỡ ra, biến thành nhiều điểm linh quang. Hắn ngơ ngác, lập tức nở nụ cười khổ, loại truyền tống phù này chế tạo thật đúng là đại phí khổ tâm linh lực bên trong chỉ đủ để truyền tống một lần duy nhất xem ra những truyền tống phù khác cũng đồng dạng không thể lưu lại theo như hàn lập những truyền tống phù khác chính là đề hồn thú đang đứng cạnh hắn không xa cùng với trên đầu nó cũng là mấy miếng ngọc phù đồng dạng như vậy trong lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên mấy khối ngọc phù quả nhiên không ngoài dự đoán biến mất không thấy con thi lang kia hiện tại đã biến thành một khối thi thể mà đề hồn thú thân hình lớn cỡ một trượng đang không ngừng nhảy nhót trên thân thể thi lang, xem ra có vẻ hưng phấn dị thường. Nói cho cùng cũng là con thi lang này gặp xui xẻo, từ truyền tống trận hiện ra đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Mà Hàn Lập thần thức so với nó cường đại nhiều lần, từ trong choáng váng do truyền tống tỉnh lại đầu tiên, tự nhiên không chút khách khí dùng ích tà thần lui hung hăng cấp cho thi lang một kích, đem nó đánh cho trọng thương. Hơn nữa để hồn thú cũng lập tức phun ra hoàng hà, trong nháy mắt liền đem thi khí trên người thi lang hút cho bằng hết, tự nhiên có thể dễ dàng đoán được kết quả của thi lang này. Mà ngân xí giả dạ xoa tựa hồ đối với thi lang này cũng không cần, không vì thế mà tỏ ra ý tứ đánh nhau sống chết với Hàn Lập. Rốt cuộc cũng đạt được cơ hội tự do, hắn nhân có hội thi triển phong đột, theo gió thổi ly khai khỏi nơi này. chương 990, Kinh Thiên Cự Sơn, Hàn Lập cũng không định tiếp tục đuổi theo ngân xí giả dạ xoa, đối phương đã không hề bị nhốt nữa, mà một kích của tam diễm phiến cũng không thể dễ dàng diệt sát đối phương. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía để hồn thú, mặt mang vẻ tươi cười. Trong một bàn tay của nó đang cầm một vật gì đó màu trăng trắng dễ dụa không ngừng. Vừa nhìn đã thấy đó là một tiểu mã trắng noán, hai mắt xanh biếc, thân hình tầm khoảng nửa thước. Rõ ràng đây chính là mục tiêu của lần mạo hiểm này, chuyên gia ẩn nấp âm chi mã. Nói cho cùng linh vật này cũng thuộc dạng xui xẻo, tại lúc bắt đầu truyền tống, linh vật này lại một lần nữa trốn trên thân của thi lang. Do đó trong lúc thi khí của thi lang bị hoàng hà từ mũi của đề hồn thú cuốn đi thì nó cũng đồng thời bị cuốn đi luôn. Nếu không phải hàn lập tinh mắt, lập tức quát đề hồn thú ngưng lại, chỉ thiếu chút nữa linh vật này đã bị đề hồn thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Hai khẩu phi kiếm vốn bị nhốt của hàn lập, trong lúc truyền tống, thừa dịp ngân xí giả dạ xoa không chú ý, đã dùng thần niệm điều động phá cấm thu hồi. Nhưng nguyên anh của Hắc Y Mỹ phụ đồng dạng bị sát hồn ti chế trụ đã bị ngân xí giả dạ xoa trong lúc truyền tống một ngụm nuốt vào trong bụng. Duy nhất khiến hắn có chút buồn bực là kiện tinh hóa phi châm đã bị ngân xí giả xoa thuận tay cầm đi. Cũng may cổ bảo này tuy không phải bổn mệnh pháp bảo, nhưng cũng đã bị hắn luyện hóa qua. Đối phương cũng không cách nào trong thời gian ngắn hủy diệt linh tính của kiện cổ bảo đó, như vậy cũng không phải là không có cơ hội đoạt lại. Giờ phút này, Hàn Lập đang quan sát qua xung quanh. Nơi đây cùng hang động ngầm có chút tương tự nhưng không có âm phong tồn tại, ngược lại linh khí dư thừa kinh người. Đúng là một cái cự đại sơn động, hơn nữa tựa hồ còn trên cả cực phẩm linh mạch. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc, Hàn Lập lại cúi đầu nhìn xuống truyền tống trận dưới chân. Lấy tạo nghệ đối với trận pháp của hắn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cự hình truyền tống trận này tuy rằng cực khác với những truyền tống trận mà hắn đã gặp qua nhưng rõ ràng chính là một cái đơn hướng nhận truyền pháp trận. Nói cách khác, hắn bị truyền tống tới nơi này, nhưng không cách nào mượn pháp trận để truyền tống quay về chỗ cũ. Thấu hiểu được việc này, Hàn Lập thoáng cao mày, sau đó ánh mắt hướng hai cái cự kiển đảo qua. Bên trong vẫn đang có mãnh liệt linh khí phản ứng, xem ra lão giả họ phú cùng bạch giao di vẫn còn sống. Thoáng một chút do dự, hắn hướng để hồn thú vẫy tay một cái, đem âm chi mã thu đến trên tay mình, sau đó dán thêm một cái cấm chế phù, ném vào trong túi linh thú của mình. Làm xong xuôi hết thảy, hàn lập mới giơ hai tay lên, hai đạo kim hồ xuất ra, đánh vào hôi sắc cự kiển. Nhất thời tiếng oanh long long vang lên không ngớt, kim hồ hóa thành hai tấm màu vàng điện võng đem cự kiển bao vây bên trong kim quang hiện ra vô cùng trói mắt tiếng sấm vang lên không ngừng đã không có ngân xí giả dạ xoa chủ trì sát hồn ti trong tức khắc bị kim quang đánh cho tán loạn từng tầng một bị xé ra phanh hai tiếng nổ vang lên hai cái cự kiển một trước một sau nổ tung ra từng mảnh bên trong bay vụt ra một nam một nữ đúng hai người lão giả họ phú chỉ là lúc này sắc mặt hai người đều tái nhợt vẻ mặt trông rất khó coi Vô luận ai bị loại sát hồn ti có thể hấp thu linh lực này vây khốn một đoạn thời gian khẳng định sẽ không dễ chịu, chắc chắn rằng pháp lực hao tổn không ít. Đa tạ Hàn huynh cứu giúp, lão giả họ phú thần sắc vừa ổn định liền hai tay ôm quyền nói. Lần này cần không phải Hàn huynh trổ hết tài năng, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều tao ngộ độc thủ. Ai có thể ngờ rằng trong âm dương quật còn có ẩn giấu một trích ngân xí dạ xoa. Chúng ta cùng nguyên đạo hữu không kịp phòng bị, bị quái vật này âm thầm đánh lén và vây khốn nguyên đạo hữu vừa đối mặt hắn đã bị phá nát nguyên anh mất đi tánh mạng bạch giao di cũng hướng hàn lập thi lễ cười khổ nói hàn lập nghe lời ấy chỉ mỉm cười hai người này tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ rất có ý cảm kích nhưng hàn lập từ bên trong ánh mắt của hai người nhìn thấy sự kiêng kỵ sâu đậm dù sao thì hai người tuy rằng bị nhốt trong cửa kiển nhưng khi hàn lập xuất thủ đối địch với ngân xí dạ xoa bọn họ đều cảm ứng được hết hàn lập dùng lực đấu lại ngân xí dạ xoa thậm chí cuối cùng còn khiến nó hoảng sợ phải bay lên trên trời để thi triển thần thông, cho dù hai người tự thấy liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ. Hơn nữa lại bị truyền tống đến địa phương thần bí không biết tên này, nơi đây chỉ có ba người không còn ai khác, trong lòng có thể nào không cảm thấy bất an cơ chứ. Hiện tại nếu Hàn Lập nổi lên ác ý, hai người tự thấy bản thân tuyệt đối sẽ lành ít giữ nhiều. Nhưng Hàn Lập chỉ đem linh thú túi chứa âm chi mã ném cho lão giả họ phú, bình tĩnh nói. Âm chi mã ở bên trong đó, chuyện khác ta không cần nói nhưng khi luyện chế ra bồi anh đan chỉ cần đưa ta hai khỏa hai vị có thể đáp ứng không hai khỏa không thành vấn đề chỉ cần thực sự dư ra tất cả đều quy về đạo hữu lão giả họ phú trong lòng buông lỏng đáp ứng ngay lập tức ta cũng không có ý kiến thực xấu hổ lần này thiếp thân cũng không giúp đỡ được gì toàn bộ đều dựa vào hàn huynh xuất lực đạo hữu nhiều phần hơn một chút đó là điều tự nhiên bạch giao di nghe được lời ấy cũng khẽ mỉm cười đồng ý Ân, thế rất tốt, hai vị đạo hữu tạm thời ngồi xuống ở trong đây một lúc đi, ta đi xem thử địa phương này rốt cuộc là nơi nào. Hàn lập liếc mắt nhìn ra cửa động khẩu, hai mắt khẽ nhíu, nói. Hàn huynh cứ việc kiểm tra, pháp lực hai người bọn ta đã tiêu hao không ít, trước hết phải nghỉ ngơi đã. Lão giả họ phú không hề ý kiến, bạch giao di cũng gật đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hàn lập cười, quanh thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh quang phi độn ra ngoài, Đồng thời đem thần thức toàn bộ thả ra Phòng ngừa con ngân xí dạ xoa kia ẩn nấp ở phụ cận đánh lén Hắn cũng không sợ hai người kia cầm âm chi mã chạy trốn Hắn tại cơ thể hai người đã để lại tiêu ký Phải mấy ngày sau mới mất đi hiệu lực Hai người chỉ cần hơi chút di động Tự nhiên sẽ bị hắn truy tung theo Hàn lập không phải thánh nhân Ý niệm giết người đoạt bảo cũng đã thoáng qua trong đầu Nhưng hắn đối với bội anh đan nghiên cứu rất ít Cho dù thực sự tìm được phối phương Thân thủ đi luyện chế loại linh đan này Xác suất thành công cũng tuyệt đối không cao, mà hai người này không quản thế nào, nhưng đến hiện tại lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Hàn Lập cũng vô pháp sinh ra cực mạnh tâm, cho nên hơi cân nhắc một chút, hắn mới chủ động xuất thủ, đem hai người thả ra. Ra đến động khẩu, bên ngoài là một bậc thang bằng đá thẳng hướng lên trên, nhưng liếc mắt nhìn cũng không thể thấy tận cùng. Chẳng lẽ bọn họ đang ở sâu trong lòng núi? Trong lòng có điểm ngoài ý muốn, nhưng Hàn Lập không chút nào ngừng độn quang, một đường hướng về phía trước bay đi. Nhưng sau đó không lâu, Hàn Lập lập tức cảm thấy kinh ngạc. Qua một đoạn thời gian dài như vậy, trước mắt vẫn là bậc thang uốn lượt, điều này quả thực bất khả tư nghị. Phải biết tuy phi hành không lâu, nhưng lấy tốc độ phi độn của hắn mà tính, khoảng cách này đã đủ đáng sợ. Nếu không phải thần thức của hắn không ngừng phân tích sự khác biệt của phụ cận, cũng như không có dao động trận pháp xuất hiện, thì hắn đã nghĩ rằng mình lại rơi vào một cấm chế nào đó. Ai lại đi kiến tạo một cái thông đạo dài như vậy nhỉ? Ôm buồn bực trong lòng, Hàn Lập lại phi hành vài dặm nữa, rốt cuộc cũng gặp được ánh sáng phát ra, trong lòng thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Bay ra khỏi thông đạo, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bản thân hiện tại đang ở trên một bình thai cực lớn. Trên mặt đất phủ kín những tảng đá lót đường, liếc mắt nhìn lại chừng hơn một ngàn trượng rộng, mà mũi hít sâu một hơi, mùi cỏ cây hoa lá xâm nhập tận trong phổi. Linh khí nơi đây so với nơi có truyền tống trận xem chừng còn dư thừa hơn. Ánh mắt đảo qua phía trước, sự kinh ngạc trên gương mặt Hàn Lập càng lúc càng thể hiện rõ ra. Địa phương cuối cùng mà ánh mắt có thể nhìn được, ở phía sau bình thai chính là một vách núi dựng đứng. Ánh mắt hắn dọc theo vách núi nhìn lên trên trời, mới phát hiện cả bầu trời bây giờ chỉ cỡ như một đám mây nhỏ. Hắn bỗng nhiên quay người lại, liếc nhìn về phía cửa thông đạo. Phía sau đồng dạng cũng là một vách núi, cùng vách núi đối diện một trước một sau vây hắn ở bên trong. Cự hình bình thai dưới chân núi không ngờ lại được kiến tạo bên trong một cái khe vô cùng sâu. Hàn Lập ngẩng đầu ngóng nhìn nửa ngày, mới hướng hai bên nhìn lại. Nhưng ngoại trừ một chút vách đá ẩn khuất, thực không thu hoạch được gì. Hàn Lập không suy nghĩ gì thêm, lập tức hóa thành một đạo thanh quang nhắm thẳng không trung phi đột. Ước chừng phi hành được khoảng mấy ngàn trượng, Hàn Lập rốt cục bay ra khỏi hạp gốc, nhưng vừa thở ra được một hơi, đã lộ ra biểu tình chừng như không thể tin được. Sau đó hắn lại vội vàng phi độn ra ngoài, tại khu vực phụ cận phi độn cả ngày trời mới quay lại địa phương cũ nhưng trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ không giấu được. Nói như thế nào nhỉ, trong đầu của Hàn Lập chỉ có thể hiện ra một chữ lớn. Lại nói tiếp, Hàn Lập gặp qua đủ loại cự sơn, số lượng cũng coi như không ít. Lớn nhất đại khái cỡ thánh sơn ở thiên tinh thành tại loạn tinh hải. Núi đó cao, to cỡ như kính thiên chi trụ, lại chia ra làm 81 tầng, mỗi tầng lại có thể thiết lập được rất nhiều động phủ cho các tu sĩ. Điều đó đủ cho thấy nó lớn bao nhiêu mà hôm nay hắn gặp được một quả núi khác mà so với nó thánh sơn chỉ bằng phần chân núi có lẽ núi này so với thánh sơn lớn hơn rất nhiều nhưng cụ thể bao nhiêu thì hắn cũng không rõ bởi vì hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy một màu xanh ngắt căn bản không nhìn được thêm gì nữa cái khe núi kia cũng chỉ là một cái khe cực kỳ bé nhỏ không đáng kể ở dưới chân núi mà thôi nhưng điều đó còn không khiến hàn lập khiếp sợ điều đáng nói hơn là cả tòa cự sơn như vậy lại nằm bên trong một cái cự đại cấm chế chỉ cần xoay người nhìn lại phía bên ngoài quả núi, lập tức thấy một đạo bạch quang từ trên cao phủ xuống, vô cùng vô tận, tựa như bao phủ cả tòa cự sơn ở bên trong. Như thế đại thủ bút, cho dù Hàn Lập chỉ thoáng suy nghĩ cũng đã cảm thấy hoảng sợ. Sự tình này tuyệt đối chỉ có thượng cổ tu sĩ mới làm được. Nhìn quần sáng ở đằng xa xa, Hàn Lập thoáng do dự trong chốc lát, bèn sử dụng hết tốc độ của độn thuật bay về phía đó. Phi hành trong khoảng thời gian uống xong một chén trà, Hàn Lập mới bay được đến trước mặt quầng sáng. Tuy hắn đã sử dụng cực hạn độn thuật, nhưng so với quầng sáng khổng lồ như thế lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Mà sau khi đến gần, Hàn Lập đã cẩn thận quan sát nhưng căn bản không thể nhìn được gì nhiều ngoài bích chướng dày đặc, quan sát cả nửa ngày sau hắn lại đột nhiên quay đầu bay trở về. Hắn tuy chưa xuất thủ nhưng đã cảm giác được trong cấm chế này ẩn chứa lượng linh lực đáng sợ đến mức nào. Đừng nói chỉ là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ như hắn, cho dù một hóa thần kỳ tu sĩ, cũng vô pháp cậy mạnh mạnh mẽ bài trừ bích chướng này. Trên đường bay về cự sơn, Hàn Lập từ xa xa quan sát, vẫn không thể nhìn ra núi này lớn đến cỡ nào, nhưng phát hiện núi này thủy chung rất im ắng, một chút thanh âm khác thường cũng không có. Không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng thú kêu, phảng phất như là một tòa tử sơn vậy. Nhưng trong núi lại giạt rào linh khí, điều này là rất chân thật. Hai loại đó kết hợp tạo nên tình hình hết sức quỷ dị, khiến cho Hàn Lập có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hàn Lập với sắc mặt âm trầm bay trở về khe núi, quay lại truyền tống trận bên trong sơn động. chương 991, tử vụ, vào đến trong sơn động, Hàn Lập thấy lão già họ Phú và Bạch Giao Di đang ngồi đả tọa mộ cách tự nhiên. Hàn Lập cũng không muốn quấy rầy bọn họ, sau một lúc do dự liền vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái trận bàn, sau đó liền ném lên trên không trung. Tức thì Linh Quang bắn ra tứ phía, chỉ bao trùm phạm vi trong sơn động, hình thành nên một cái pháp trận đơn giản. Pháp trận này ngoài tác dụng ẩn náu, thì nếu có địch nhân xâm nhập thì nó cũng có thể phát ra tín hiệu cảnh báo. Hai người kia coi như không thấy việc Hàn Lập làm, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười, sau đó tại một góc sơn động khoanh chân ngồi xuống, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày một đêm, lão già họ phú và bạch giao di pháp lực mới dần dần phục hồi lại. Hai người trước sau cùng đứng dậy, thân sắc Hàn Lập trượt động, hai mắt mở ra. Hai vị đạo hữu đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Hàn Lập nhàn nhạt hỏi đa tạ hàn huynh đã làm hộ pháp ta và phú huynh pháp lực đã khôi phục như trước bạch giao di thản nhiên mỉm cười nói hàn huynh đi ra ngoài một chuyến vậy có biết nơi này là nơi nào không lão già họ phú liếc mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh một cái nhịn không được liền hỏi tại hạ không rõ lắm nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong một lòng núi lớn xung quanh bị hạ cấm chế nếu muốn đi ra ngoài thì không phải là việc đơn giản hàn lập thản nhiên nói núi lớn hàn huynh xuất thân từ hải ngoại không quen thuộc tình huống trong lục địa các dãy núi nổi tiếng là chuyện bình thường nhưng còn phú mỗ thì lại có thể dễ dàng nhận ra nhãn tình lão già họ phú sáng lên phi thường tự tin nói hắc hắc phải không nếu phú huynh đã nói như vậy thì không ngại đi ra phía ngoài nhìn rõ rồi hẳn nói hàn lập cười hắc hắc không có ý kiến nói nghe khẩu khí của hàn huynh không lẽ núi này có gì đặc thù thiếp thân cũng đi ra ngoài xem sao bạch sao di hình như nhận ra cái gì đó hai mắt chớp động nói Hàn Lập gật gật đầu, vẻ mặt không chút biểu tình. Hàn Lập bộc lộ thần thông vượt xa hai người, nên hiện tại tự nhiên trở thành người cầm đầu. Vì thế, lão già họ Phú và Bạch Giao Di cùng lướt nhau sau đó hóa thành hai đạo quang mang bay ra ngoài sơn động. Hàn Lập ngồi dưới đất không có đứng dậy, nhưng bàn tay liền lộn lại hiện ra một cái truy tung pháp bàn trên tay. Ánh mắt nhìn qua cái pháp bàn một cái, mặt trên pháp bàn có hai điểm một trắng một đen, hai quang điểm này hiện lên một cách rõ ràng. Hàn Lập hai mắt híp lại, nhìn pháp bàn không nói một lời. Chẳng biết qua bao lâu, hai chân mày nhướng lên, trên tay chợt phát sáng, pháp bàn đã không thấy tăm hơi. Một lúc sau, tại cửa động hào quang chợt lóe lên, lão già họ phú cùng bạch giao di đã phi độn quay trở về, nhưng sau khi hai người hiện thân thì thần sắc không được tốt lắm. Thế nào, hai vị đạo hữu có phát hiện cái gì không? Hàn lập khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười diều cợt. Tuy rằng Hàn Lập đối với địa hình Đại Tấn không quá quen thuộc, nhưng nếu đây thật sự là Đại Linh Sơn, hàn lập như thế nào lại không biết quả nhiên hàn lập vừa nói xong thì lão già họ phú chợt cười khổ hàn huynh không cần cười diễu tại hạ ngọn núi lớn này đừng nói là chưa từng thấy qua mà ngay cả nghe nói đến cũng chưa hề ta cũng không biết chúng ta có còn trong cảnh nội đại tấn hay không cũng không dám khẳng định nói xong lời này trên mặt lão già họ phú lộ ra về lo âu sầu khổ không sai ngọn núi lớn kinh người như vậy nếu thật sự là linh sơn trong đại tấn thiếp thân cũng không có khả năng không nghe nói tới Bạch Giao Di cũng nhíu mày nhăn chán nói, có lẽ như vậy, tuy rằng chúng ta không biết bên ngoài cấm chế có xảy ra chuyện gì không, tình hình bên ngoài như thế nào. Nhưng truyền tống trận này tuyệt đối là do cổ tu sĩ bố trí. Pháp trận đột nhiên phát động, làm cho chúng ta và ngân sĩ giả dạ xoa đều bị truyền tống đến nơi này. Việc này có thể là do trong lúc đánh nhau làm ảnh hưởng đến pháp trận, hay còn nguyên nhân nào khác thì không biết. Chẳng qua việc này cũng không trọng yếu, hiện tại chúng ta nên đem bồi nguyên đan luyện chế ra, sau đó mới tìm kiếm hết ngọn núi này hai vị đạo hữu thấy như thế nào hàn lập bình tĩnh nói hàn huynh nói giờ có lý nơi này linh khí sung túc ở lại nơi này một thời gian cũng không ngại hơn nữa nếu ngọn núi này có gì cổ quái thì có hàn huynh ở đây cũng không có gì đáng lo nói không chừng ở đây chúng ta lại gặp cơ duyên gì đó lão già họ phú trầm mặc một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói bạch giao di đối với bồi nguyên đan có khát vọng to lớn tự nhiên không phản đối việc này cho nên gật gật đầu, Phú huynh nói qua lời, hai vị chắc cũng đã biết, không biết cấm chế bên ngoài như thế nào, nhưng thần thức của chúng ta bị áp chế trên diện rộng. Thần thức ly thể nhiều nhất cũng chỉ có vài dặm, mà ngọn núi này quá lớn, cho dù cả ba chúng ta cùng tìm kiếm thì cũng không biết đến khi nào mới tìm hết. Hàn Lập đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, rất đúng, Thiếp thân cũng sớm phát hiện ra việc này, hơn nữa ngọn núi này không khí thật trầm lắng, thật là quỷ gì, Hơn phân nửa là không có gì tốt lành cả. Bạch Giao Di thấy thế cũng nói theo, không cần biết ngọn núi này như thế nào, linh khí trong này dư thừa, đối với việc luyện linh đan là rất tốt. Hãy chờ ta luyện chế xong bồi nguyên đan rồi tính tiếp. Lão già họ Phú cười gượng vài tiếng nói, hàn lập cùng Bạch Giao Di tự nhiên không hề có ý kiến, vì thế mấy người lập tức ở trong động bố trí mấy cái tụ linh pháp trận, sau đó lại bố trí rất nhiều cấm chế phòng hộ. Xong xui lão già họ Phú bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan. Trong lúc này Hàn Lập cùng Bạch Giao Di đều không có đi ra ngoài mà ở một bên làm hộ pháp. Dù sao bồi nguyên đan đối với hai người mà nói thật sự vô cùng trọng yếu. Cho dù ngọn núi này có cái gì cổ quái, họ cũng không bị phân tâm. Trong lúc mấy người Hàn Lập đang một lòng luyện chế ra bồi nguyên đan, thì tại một sườn núi lớn, trong một tòa thạch đình đang tụ tập nghiệp gia và các tu sĩ có liên quan. Bọn họ hơn phân nửa đang ngồi khoanh chân xung quanh thạch đình, hai tay đều nắm lấy một khối linh thạch, hình như đang muốn khôi phục pháp lực. Đại trưởng lão nghiệp gia là nho sinh mặc áo bào trắng, đang đứng phiêu phù trên bầu trời thạch đình, đang nhìn bức tượng Bồ Tát phía xa xa. Những bậc đá nơi này đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, xa xa nhìn lại thì giống như đường lên trời. Nhưng nếu lại gần thì những bậc đá này thật sự rộng lớn kinh người, chừng năm 60 trượng. Mà vô luận là từ phía trước nhìn lại, hay từ trên nhìn xuống, mà mấy bậc đá màu trắng như ẩn trong sương mờ, căn bản không nhìn thấy cái gì cả. Nho sinh sắc mặt không thay đổi huyền phù trên không trung, một mực không nhúc nhích. Không bao lâu, linh quang chợt lóe phía chân trời, một đạo kinh hồng hiện ra, từ phía dưới hướng phía thạch đình bay tới. Nho sinh lúc này thần sắc mới đông, nhìn về phía độn quang. Trong nháy mắt đạo kinh hồng màu vàng nhạt đã bay đến trước mặt nho sinh. Quang hoa chợt tắt, hiện ra một quái nhân đầu to tướng mạo kỳ lạ, chính là nghiệp gia thất thúc. Tam tiểu tử, ta đã tra xét qua, dọc theo bậc thang về phía trước hơn 10 dặm, hình như có một cái cổng trào, hình như là đó chính là van tu chi môn tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cổng trào hình như bị cấm chế bao phủ, không loại bỏ cấm chế thì không thể nào tiếp tục đi về phía trước được. Quái nhân ngưng trọng nói, vạn tu chi môn, đúng là như vậy, nghe nói năm đó trên côn ngô sơn sinh sống trên vạn cổ tu sĩ. Chỉ có đi qua vạn tu chi môn thì mới có thể đến côn ngô sơn nơi ở của chúng tu sĩ. Nhô sinh thở ra một hơi dài, thần sắc thả lòng, chẳng qua ta xem thấy phong ấn nơi cánh cổng tựa hồ không phải tầm thường chúng ta hãy sớm động thủ là tốt nhất chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí quái nhân nhìn chúng tu sĩ đang điều tức dưới đỉnh nhướng mày nói việc này ta đương nhiên là biết nhưng những người này pháp lực đã tổn hao rất nhiều trước tiên phải phục hồi pháp lực mới được cho dù ta và thất thúc không việc gì nơi này không phải là nơi an toàn chúng ta cũng phải nghĩ đến các vị trưởng lão một chút không thể phân thân được nho sinh có chút bất đắc dĩ nói điều này cũng đúng không nghĩ tới việc đi qua phòng ấn cái khe nứt thật sự quá khó khăn may mắn lần này đi đến đây đều là tu sĩ nguyên anh kỳ nếu không đã có người chết rồi quái nhân cũng chỉ có thể thở dài nho sinh nghe vậy liền cười đang muốn mở miệng nói tiếp thì đột nhiên biến sắc quay người nhìn lại làm sao vậy quái nhân chợt dùng mình hỏi giống như có âm thanh gì đó từ bên kia chuyển đến nho sinh trịnh trọng nói âm thanh quái nhân có chút kinh ngạc pháp lực toàn thân vận chuyển trong tai truyền tới tiếng thú giống giống như tiếng sư tử, hổ báo gầm, lại giống như tiếng rồng ngâm, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Đó là cái gì, giống như có vật gì đang đi tới. Quái nhân hàn quang trong mắt chợt lóe, bàn tay lộn lại, trong tay xuất hiện một vật ngân quang lóng lánh. Nho sinh mắt không chớp nhìn về phía xa, một lúc sau, không gian phía xa hiện ra một đám mây mù màu tím, hướng phía này bay nhanh tới, tiếng thú kêu đúng là trong đám vân vụ màu tím truyền ra. Trong nháy mắt tử vụ bay tới phụ cận chỉ cách thạch đình hơn trăm trượng. Nho sinh cùng quái nhân nhìn thấy trong tử vụ ẩn nấp vật gì đó đen tuyền, một đôi mắt to bằng nắm tay đỏ sậm yêu dị nhìn chằm chằm vào hai người, một cái nhìn đầy máu tanh và bạo nộ, rõ ràng không phải là vật lương thiện. Quái nhân sắc mặt trầm xuống, một tay phất lên, một mũi nhọn màu bạc rời tay bắn ra, liền lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng cùng lúc đó, trong tử vụ hiện ra một bàn chân gà thật lớn, phanh một tiếng trên cây chảo hiện ra một mũi nhọn màu bạc. Trong tử vụ truyền ra một tiếng kêu lớn, cái chân gà bắt lấy mũi nhọn màu bạc thật chặt, mũi nhọn màu bạc hiện nguyên hình là một cái ngân toa tinh xảo, chỉ dài mấy tấc, đang lóe sáng. Nhưng từ trên cái chân thật lần chảy xuống một dòng máu màu lục, trong tử vụ truyền ra một tiếng giống đầy đau đớn, hai mắt màu đỏ hung quang chợt bắn ra. Cả tử vụ chợt mờ đi, sương mù cũng biến mất tâm chỉ còn lại hai con mắt yêu dị đầy hung tợn, nhưng sau một cái nháy mắt cũng chợt biến mất không còn bóng dáng. Quái nhân cùng nho sinh thấy vậy sắc mặt cùng biến đổi. Quái vật này đúng là tinh thông ẩn nặc độn thuật, ngày hôm nay bọn họ đang trong ngọn núi này, thần thức bị áp chế, đối phó với quái vật như vậy, thật sự là quá đau đầu. Hai người liếc nhau đồng thời thi pháp, chương 992, độc thánh môn. Quái nhân há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng, trên không trung xoay tròn sau đó hóa thành một thanh kiếm màu vàng khổng lồ. Sau đó quang mang phóng đại tại không trung vũ lộng bắn ra vô số đạo kiếm khí chói mắt, trong nháy mắt đem phạm vi hơn 10 trượng bao trùm lấy. Nho sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo bảo run lên, một lá cờ màu xanh biết nhỏ xíu hiện ra, lập tức ném xuống phía dưới chân, lập tức một luồng khí màu lục từ lá cờ tuôn ra, trong khoảng khắc biến thành một mảng vũ khí màu lục bao trùm toàn bộ thạch đình phía dưới. Phốc, phốc hai tiếng phát ra, cách thạch đình hơn 10 trượng hào quang chợt lóe lên, sau khi hào quang biến mất tử vụ lại xuất hiện. Vào lúc này quái vật trong tử vụ đã hoàn toàn bị chọc giận. Sau hai tiếng giống giận dữ, sương mù chợt tản ra, lộ ra thân hình của quái thú, đầu là đầu sư tử, mình ưng và bốn cánh chim. Bốn cánh yêu thú mở ra rộng hơn năm sáu trượng, cả người tử quang vần quanh, bộ dánh cực kỳ hung tợn độc ác. Sư cầm thú, sau khi thấy rõ thân hình quái thú thì quái nhân thất thanh kêu lên. Sắc mặt của nho sinh cũng biến đổi, tay áo bỗng run lên, một thanh hắc hồng phi đao bắn nhanh ra ngoài hung hăng chém về phía yêu cầm. Cũng thật kỳ quái, yêu cầm vốn đang hùng hổ, nhưng vừa thấy phi đao liền tỏ vẻ e ngại, miệng há to hết cỡ như một chậu máu, một vòng tròn màu tím được phun ra vừa lúc ngăn chặn phi đao đang bay tới. Một tiếng nổ long trời phát ra, hắc mang và tử quang hòa vào nhau, phi đao thế như trẻ che phá liên tiếp hơn 10 vòng tử quang. Nhưng mỗi lần chém vào vòng tử quang, hắc mang của phi đao yếu đi một chút, cuối cùng khi đến gần yêu cầm khoảng mấy trượng thì ánh sáng trở nên ảm đạm, bị mấy vòng tử quang trận lại. Yêu cầm thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ muốn thi triển thần thông tiêu diệt phi đao. Nho sinh ở phía xa, hé miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay đồng thời bắt quyết niệm chú, điểm vào vào ngụm tiên huyết vừa bay ra. Nhất thời ngụm tiên huyết hóa thành từng đạo huyết sắc ký hiệu, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi huyết sắc ký tự vừa biến mất thì phi đao đột nhiên bộc phát tỏa ra những tia huyết quang chói mắt, liền phá nát những vòng tử quang trước mặt yêu cầm, phi đao chợt xuất hiện trước mặt yêu cầm mãnh liệt chém xuống. Yêu cầm lắp bắp kinh hãi, bốn cánh đồng loạt vỗ lên bay về phía sau, một chân dơ ra phía trước để cản phi đao lại. Kết quả lục huyết bay tung tóe, phi đao mặc dù bị trận lại nhưng chân yêu cầm cũng bị chém sâu vào hơn phân nửa. Lần này, yêu cầm dương cái đầu to lớn lên hết cỡ, trong miệng phát ra tiếng giống điên cuồng kinh thiêng động địa, tiếng giống tựa như tiếng sét. Tiếng giống đập vào màng nhĩ của nho sinh và quái nhân làm cho thân hình hai người thoáng trao đảo. Nhưng điều không tưởng lại xuất hiện sau đó, sau tiếng giống phát ra, một làm sóng màu vàng gần như trong suốt từ miệng sư thú phun ra, nghênh đón phi đao vừa bay tới. Kết quả phi đao vừa tiếp xúc với làn sóng gợn, lập tức như bị một lực lượng cường đại đánh bật lại bay ngược ra ngoài. Mà quái nhân đang huy động vài thanh phi đao hiệp trợ với nho sinh đánh về phía yêu cầm, tình huống cũng không càng tệ hơn, phi đao vừa tiếp xúc với sóng âm liền bay tán loạn sau đó biến mất vô tung. Yêu cầm sau khi phát ra sóng âm màu thì thần sắc trở nên uể oải vô cùng. Yêu cầm hung tợn chừng mắt nhìn nho sinh, sau đó bốn cánh vỗ ra, lập tức vang lên tiếng sấm, thân hình xuất hiện từng trận điện quang, liền sau đó thân hình biết mất trong biên quang. Ngay sau đó yêu cầm đã bay ra ngoài hơn 30 trượng, thì ra yêu cầm còn tinh thông lôi độn thuật. Bất quá, lần này yêu cầm không dám dừng lại một giây nào cả người hóa thành một đạo tử quang bay nhanh ra ngoài. Không dám quay đầu lại trong giây lát liền biến mất cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này quái nhân mới thở phào một cái, ánh mắt nhìn lại nho sinh thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, liền cả kinh hỏi: "Tiểu Tam, không làm sao chứ? Việc điều khiển phi đao màu đen là việc hao tốn pháp lực vô cùng." người lại còn sử dụng tinh huyết để đề cao uy lực phi đao. Trong lời nói quái nhân lộ ra vẻ quan tâm, không có việc gì, chỉ hao tổn nguyên khí thôi. Sư cầm thú thời cổ nổi danh là hung cầm, một thân thần thông so với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ phải mạnh hơn ba phần. Nếu không nhanh chóng đuổi nó đi, để nó bám lấy thì thật sự không ổn. Hiện tại nó đã nếm khổ thì sẽ không dám quay lại quấy giày chúng ta. Nho sinh hít một hơi, lắc lắc đầu nói, việc này cũng đúng, loại thượng cổ hung cầm này, thân thể bình thường cứng rắn như tinh thiết. Nếu không phải phi đao là bảo vật truyền thừa của nghiệp gia thì muốn đả thương nó là việc không dễ dàng chút nào. Quái nhân nghe thế trên mặt lộ vẻ an tâm nói, nho sinh mỉm cười, rời mắt nhìn xuống lục vụ phía dưới, các tu sĩ phía dưới vì sự quấy dày của sư cầm thú mà bừng tỉnh nay lại tiếp tục điều tức phục hồi pháp lực. Nho sinh nhìn quái nhân gật đầu không nói một lời, thả người bay xuống thạch đình, ngồi xuống nhắm mắt phục hồi pháp lực vừa rồi sử dụng truyền thừa chi bảo làm tiêu hao rất nhiều pháp lực, nho sinh muốn nhân cơ hội phục hồi lại pháp lực. Cùng trong cự sơn với nghiệp gia và nhóm người Hàn lúc này, tại phụ cận vạn độc cốc trong một sơn cốc của một ngọn núi cao, có năm bóng người áo trắng đứng thẳng hàng phía đối diện có hai tu sĩ hắc bảo đang cung kính đứng hồi báo cái gì đó. Xuất hiện thiên tượng kinh nhân, chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng nói đầy kinh ngạc, anh âm có chút biến đổi, nên không phân biệt được nam hay nữ. Vâng, thưa đại trưởng lão, tại phổ vân phủ, tại một cái hồ vô danh ở phụ cận nơi này xuất hiện bảy cột ánh sáng chiếu thẳng lên không trung một gã hắc sam tu sĩ trả lời chuyện này phát sinh khi nào có phát hiện ra cái gì không chủ nhân của âm thanh tỏ ra hứng thú hỏi chuyện này xảy ra vào bốn ngày trước đệ tử bổn môn vừa biết được tin tức liền dùng truyền âm phù báo lên trên nghe nói dưới bảy cột ánh sáng phát hiện ra một cái phong ấn vô cùng lớn bởi vì phong ấn quá lớn nên đến bây giờ cũng chưa biết được bên dưới phong ấn cái gì nhưng nghe nói không ít tông môn ở Nam Cương bị kinh động, không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang tìm đến. Tên tu sĩ tiếp tục cung kính trả lời, bảy cột ánh sáng, nghe qua giống như việc phá giải cấm chế làm cho linh lực toát ra ngoài, nhưng như thế nào lại tạo ra thanh thế kinh người như vậy, việc này cũng đáng cho ta bỏ công đi đến đó một chuyến. Nhưng mà các người báo là lão già họ phú của cửu U Tông xuất hiện tại phụ cận Vạn Độ Cốc, nhưng hiện tại sao không có tin tức gì? Có phải các người báo sai địa điểm, người này các người còn tìm không ra thì làm sao tìm được tên ra hỏa họ hàn kia thanh âm nọ bống chốc trở nên băng hàn đại trưởng lão xin hãy bất giận chúng thuộc hạ tìm được tin tức chính xác là có tu sĩ nhìn thấy lão già họ phú xuất hiện tại nơi này nhưng sau đó lại biến mất không thấy tâm tích hai gã hát sam tu sĩ lộ ra vẻ kinh hoàng liền lập tức thỉnh tội xung quanh vạn độc cốc chính xác là có dấu vết của tu sĩ hoạt động ngoại trừ âm dương quật là chưa có xuống tìm thì xung quanh đã tìm qua hết rồi quả thật không có phát hiện người trong sơn cốc. Người không phải muốn nói cho ta biết là lão già họ phú đã đi vào trong âm dương quật chứ. Nếu đúng là như vậy thì ta đã ở nơi này canh giữ một khoảng thời gian rồi sao không có bất cứ tin tức gì. Trừ phi lão già họ phú muốn ở trong âm dương quật dưỡng lão cả đời luôn. Hai gã tu sĩ mặc hát sam nghe những lời này không biết trả lời ra sao, nhất thời mồ hôi trên mặt túa ra như tắm. Thôi đi, tính ra các người cũng không dễ khi tra xét cả khu vực này ta sẽ cho các ngươi một khoảng thời gian nữa. Các ngươi ở lại đây giám thị nơi này, ta phải đi một chuyến đến phổ vân phủ xem sao. Các ngươi cũng phải thông chi cho ngô, tiêu hai vị trưởng lão đi đến phổ vân phủ cùng ta, nhiều người thì dễ làm việc hơn. Vâng, thưa đại trưởng lão, hai gã hát sam tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng không người hành lễ đáp. Âm thanh kia cũng không nói gì nữa. Rột nhiên năm đạo bạch sắc nhân ảnh chợt mờ đi, hướng lên rời bay lên, trong khoảng khắc cùng nhau phá không bay đi. Cùng thời gian đó, tại phụ cận phổ Vân Phủ, trên bầu trời trên một cánh đồng hoang vu, một đội tu sĩ đang hướng tới tiểu hồ phi độn tới. Đội tu sĩ này có hơn 20 người, người nào cũng mặc lam bào, đầu quấn khăn đỏ, bay phía trước chính là bốn vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đặc biệt trong đó một gã tu sĩ trung niên sắc mặt như bích văn, chính là một tư sĩ nguyên anh trung kỳ cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hoa sư huynh, lần này thật sự muốn hưng sư động chúng sao? đem hơn phân nửa đệ tử độc thánh môn của chúng ta đem đi. Vạn nhất có việc gì xảy ra, thì nguyên khí sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Một lão già Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đang phi độn liền hướng sang tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ lo lắng nói. Nếu là dị bảo bình thường xuất thế, ta tự nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng mà lần này thì có liên quan đến Côn Ngô Sơn, trong núi có tàng chữ bảo khố, vì vậy ta mới mạo hiểm như vậy. Trung niên tu sĩ nói ra những lời kinh người. Côn Ngô Sơn, Chính là nơi mà bổn tông từ trước đến nay vẫn luôn tìm kiếm, chính là Linh Sơn sao?" Một lão già tóc muối tiêu cả kinh nói. "Đúng vậy, chuyện này ta cũng đã nói qua một lần đối với các sư đệ vừa tiến giai vào Nguyên Anh kỳ. Núi này vào thời kỳ cổ đại chính là Linh Sơn trong nhân giới. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị các thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông phong ấn lại. Nhưng ta có thể khẳng định trong núi là có tàng chữ bảo khố." mà tổ sư ra sáng lập độc thánh môn chúng ta chính là một trong những hậu duệ của một vị cổ tu sĩ phong ấn Linh Sơn, nhưng mà đối với địa điểm phong ấn Linh Sơn cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết Linh Sơn bị phong ấn nơi nào đó ở Nam Cương. Cho nên mới ở Nam Cương sáng lập ra bổn môn, một lòng tìm kiếm chỗ phong ấn, nhưng đáng tiếc là không có tin tức gì về nơi phong ấn Linh Sơn. Việc này chỉ có lịch đại trưởng lão mới biết được, đời đời được truyền cho nhau. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói. Nhưng Hoa Sư Huynh làm sao có thể biết chắc là hiện tượng thiên triệu lần này là việc báo trước Côn Ngô Sơn xuất hiện, cũng có thể là bí bảo khác thì sao? Một lão già có lông mày thưa thất có chút cả kinh chợt hỏi. Gạch chéo, hắc hắc, năm đó tổ sư ra ngoài việc cho biết Côn Ngô Sơn bị phong ấn nơi nào đó ngoài Nam Cương, trong tay còn có cảm Linh Châu do đích thân tổ sư ra luyện chế. Hạt châu này vì Côn Ngô Sơn mà luyện chế ra, nó có thể cảm ứng ra tiên thạch tiếng tăm lừng lẫy trên núi. Chỉ cần núi này vừa xuất hiện, Linh Châu liền cảm ứng được liền. Mà mấy ngày trước tại cung phụng đường hạt châu trượt phát ra từng trận thanh minh, ta liền biết là côn ngô sơn đã xuất thế. Cho dù không có môn hạ đệ tử vào báo hiện tượng thiên triệu, ta cũng sẽ cho người đi tìm khắp nơi trong Nam Cương. Thì ra thế, ba gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ liền hơi giật mình, tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Đáng tiếc Nguyên Sư Huynh không có ở trong tông môn, nếu không năm đại tư sĩ của độc thánh môn chúng ta cùng nhau liên thủ, thì việc này càng thêm phần nắm chắc lão già tóc muối tiêu thở dài nói, nguyên sự đế thời gian trước đi ra ngoài một khoảng thời gian, khi trở về thì thần thần bí bí. Hiện tại không biết ẩn thân nơi nào không cách gì liên hệ được. Ta đã phân phó đệ tử trong môn nếu có tìm thấy được nguyên sự đệ thì báo cho hắn đến đây hội hợp với chúng ta. Hiện tại việc khẩn cấp của chúng ta là thừa dịp các tông phái khác chưa biết việc Côn Ngô Sơn xuất thế tiến vào núi tìm lấy bảo khố trước. Việc Côn Ngô Sơn xuất thế lần này là do phong ấn mất đi hiệu lực, hay do tu sĩ khác gây nên nếu là do tu sĩ khác gây ra thì chúng ta phải thật sự cẩn thận mới được. Trung niên tu sĩ nói xong sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng. chương 993, chia phần đan, những tu sĩ độc thánh môn không biết rằng vị nguyên sư đệ đã sớm nằm trong miệng của ngân sĩ dạ xoa rồi. Cho nên bọn họ tán gẫu trong chốc lát rồi nhanh chốc phi độn so với lúc trước còn nhanh hơn đi tới trước. Đến sớm ngày nào đối với họ thì càng tốt chừng đó. Tại phổ vân phủ, nơi tiểu hồ đã tụ tập mấy trăm tu sĩ tu vi không đồng nhất, Tụng năm tụng ba lại với nhau. Trong đó có không ít người còn trực tiếp bay lên không trung lấy bảy cột ánh sáng làm trung tâm, yên lặng tìm hiểu cái gì đó. Trên mặt đất cũng có không ít người mang thổ độn phù tinh thông một chút thổ độn thuật, cũng không ngừng chui vào lại chui ra, hưng phấn nói với mấy đồng bạn trên mặt đất cái gì đó. Hiển nhiên là bí mật giấu dưới phong ấn không lồ đã bị mọi người phát hiện. Phong ấn này rất lớn, khe rách do các tu sĩ nghiệp ra gây ra vẫn chưa bị người khác phát hiện ra. Nhưng mà như vậy thôi cũng làm cho các tu sĩ khác hưng phấn dị thường, đều tranh thủ phát ra truyền âm phù về tông môn hoặc gia tộc của mình thông báo tình hình, còn có người suốt ngày đêm phi độn về trực tiếp thông báo tình hình. Hôm nay tụ tập tại đây phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ và kết đan kỳ cũng chiếm không nhiều lắm. Trong đó đa số là tán tu do thấy dị tượng phát sinh mà tìm đến, phần còn lại thì nghe tin đồn mà tìm đến, các thế lực lớn nhỏ xung quanh đây đều phái người đến thăm dò cho nên đã qua một khoảng thời gian mà chưa thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ nào xuất hiện. Điều này cũng khó trách, tiểu hồ này vốn nằm nơi vắng vẻ, xung quanh không có danh sơn đại xuyên nào. Cũng không có đại gia tộc tu tiền cùng tông môn nào thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ không vô cớ mà đi đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì. Sau khi biết được tin tức, các tu sĩ độc thánh môn lập tức khởi hành, thì lúc này cũng còn tới hai ngày lộ trình. Bất quá đại bộ phận các tán tu thành tinh, khi phát hiện phong ấn ngầm khổng lồ làm cho người ta khó lòng tưởng tượng ra, tuy trong lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn lựa chọn sáng suốt là rời đi. Bọn họ hiểu rất rõ, vô luận bên trong phong ấn có bảo vật gì, thì việc tranh đoạt này cấp bậc như bọn họ thì không thể nào xen vào được. Nếu tiếp tục đi xuống dưới phong ấn thăm dò, vạn nhất bị dính vạ lây khi các tu sĩ cao cấp tranh đấu, thật. Đương nhiên vẫn có một số tu sĩ cấp thấp tuổi trẻ khí thịnh không muốn bỏ đi. Bọn họ muốn nhìn thấy rốt cục vật gì bị phong ấn bên dưới. Mặt khác bọn họ vẫn còn muốn hử xem vận số của mình có may mắn không. Bọn họ tự biết tu vi của mình không cao, nhưng vạn nhất cơ duyên đến cũng không có khả năng là sẽ được đục nước béo cò. Bọn họ muốn đánh cuộc một phen, cho nên khoảng thời gian này nơi đây trở thành địa phương long xà hỗn tạp. Ai cũng mang tâm địa đen tối, chẳng qua mọi việc xảy ra bên ngoài phong ấn đối với Hàn Lập đang trong lòng ngọn đại sơn đều không một chút quan hệ. Giờ phút này Hàn Lập cùng Bạch Giao Di đang ngồi nhìn chằm chằm lão già họ phú, mí mắt cũng không chấp lấy một lần. Nói nhìn chằm chằm vào lão già họ phú thì cũng không đúng, thật ra là nhìn chằm chằm vào cái lô đỉnh phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Lô đỉnh đang huyền phù cách mặt đất khoảng 3 thước, đang chậm rãi chuyển động. Từ trong miệng lão già họ phú phun ra từng đợt anh hỏa xanh biết, hai tay đan lại tạo thành những pháp quyết không biết tên không ngừng hướng vào lô đỉnh đánh ra. Mỗi một đạo pháp quyết đánh vào đều bị lục hỏa bên trên lô đỉnh bao lại tạo nên vầng sáng ngũ sắc vô cùng huyễn lệ. Bên trong đỉnh lô truyền ra từng làn dược hương, hương thân thuần hậu mê người, làm cho người ta khi hít phải có cảm giác vui vẻ thoải mái lâng lâng pháp quyết trên tay lão già họ phú càng ngày đanh ra càng nhanh thần sắc càng trở nên nghiêm trọng việc luyện đan đã đến giai đoạn mấu chốt hàn lập ở một bên thần sắc vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại có một chút khẩn trương âm chi mã cùng một số loại tài liệu chân lần lượt được ném vào trong lô đình nếu mà việc luyện đan không có thành công thì bọn họ cũng không có âm chi mã thứ hai để mà tiếp tục luyện chế thuốc cho nên mặc dù nghe lão già họ phú nói đối với việc luyện ra bồi nguyên đan vô cùng nắm chắc, nhưng nay trinh mắt chứng kiến việc luyện đan trong lòng cũng lo lắng đến việc được mất. Bạch Giao Di cũng giống với Hàn Lập trên mặt không lộ ra chút lo lắng nào, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt nàng lộ ra vẻ nóng bỏng, hiển nhiệt trong lòng nàng tỏ ra vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên đỉnh lô ngưng chuyển động, bên trong đỉnh lô truyền ra âm thanh vù vù. Dược hương bên trong đỉnh lô truyền ra nồng đâm hơn ba phần. Hai mắt lão già họ phú sáng ngời, pháp quyết trên tay cùng anh hỏa trong miệng cùng dừng lại, bàn tay lột lại liền xuất hiện một cái hồ lô nhỏ sơn son kích cỡ khoảng 4 năm tấc. Ngón giữa bàn tay còn lại chợt búng ra, phanh một tiếng, một đạo bạch sắc quang đạn bắn vào trên nắp lô đỉnh. Kết quả lô đỉnh run lên rồi từ trên không hạ xuống. Âm thanh vù vù trong lô đỉnh chợt dừng lại, lập tức bên trong lô đỉnh có 5 viên thuốc to bằng nắm tay bắn ra, phía bên trong bạch quang là một viên thuốc hình tròn màu xanh biếc, bóng loáng, phát ra ánh sáng lấp lóe năm viên đan dược tạo thành những viên quang cầu bay quanh lô đinh sau đó bắn ra bốn phương tìm đường chạy trốn nhưng lão già họ phú đã sớm chuẩn bị vôi vàng giơ tiểu hồ lô ra từ trong miệng hồ lô bắn ra mộ mảng sáng mờ mờ linh quang liền lóe lên đêm tất cả các quang cầu bao lại sau đó thu vào trong hồ lô tốt lắm đại công cáo thành lão già họ phú lúc này mới thở ra một hơi trên mặt mở một nụ cười nói với hàn lập làm phiền phú huynh rồi không nghĩ tới là có thể luyện chế ra năm viên đan dược vốn thiếp thân còn sơ số lượng quá ít đi. Bạch Giao Di đứng dậy, vui sướng nói, trên mặt có chút ửng đỏ, mang một vẻ vô cùng động lòng người. Phú mỗ lúc trước chuẩn bị nguyên liêu để luyện thuốc đủ để chế luyện ra năm sáu viên đan dược. Nếu không lúc trước lão phu đã không mời tới năm vị đạo hiếu, đáng tiếc thường sư muội cùng nguyên đạo hiếu không may gặp phải độc thủ. Nụ cười trên mặt lão giả chợt tắt nói, hiển nhiên lão giả cùng hắc y mỹ phụ quan hệ không tầm thường, cho dù người tu tiên đã nhìn thấu sinh tử, nhưng nay thấy đan dược đã được luyện thành, nhưng vị thường sự muội đã mất đi trong lòng cũng không tránh khỏi mất mát. Nghe lão già họ Phú nói như vậy, nụ cười trên mặt bạch giao di chợt tắt, chợt thở dài một tiếng đồng cảm. Hàn Lập thần sắc không đổi, nhưng trong lòng cũng trầm mặc không nói gì. Bạch Đạo Hữu có hộp đựng mang một thuộc tính không? Tốt nhất là không sử dụng hộp đựng bằng ngọc như vậy sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Đan dược này dược tính rất lớn, nếu bây giờ lập tức ăn vào thì ít nhất phải nửa năm mới luyện hóa được dược lực. Hiệu quả thuốc lúc đó cũng sẽ giảm dần vẻ thương cảm trên mặt lão già họ phú rất nhanh mất đi nghiêm giọng nói với bạch sao di hộp gỗ đương nhiên là có đan dược chân quý như vậy thiếp thân tất nhiên là không vội và ăn vào rồi bạch sao di thản nhiên cười nói bàn tay lật lại liền xuất hiện một hộp gỗ trên bàn tay lão già gật đầu không nói hai lời ngón tay dưới đáy hồ lô trượt búng ra một dạng mây đỏ một viên quang cầu từ trong hồ lô bay ra bắn thẳng về phía bạch sao di bạch sao di một tay nâng hộp gỗ tay kia hóa thành chảo chộp về phía viên quang cầu. Đan dược hóa thành một viên quang đạn liền bị thu vào trong hộp gỗ. Bạch Giao Di cẩn thận quan sát viên đan dược trong hộp gỗ vài lần, thần thức cảm ứng được linh lực kinh người ẩn chứa trong viên đan dược, lúc đó mới vui mừng đóng hộp gỗ lại. Sau đó bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với lão giả. Lão giả nghe xong liền cười cười, rồi tay tới eo lưng sờ vào túi chữ vật một cái, trên tay liền xuất hiện một hộp gỗ màu xanh biếc. Tiếp theo trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Giao Di, hắn đồng dạng lấy ra từ hồ lô một viên đan dược bỏ vào trong hộp gỗ, sau đó liền đóng lại. Tiếp theo hướng về phía Hàn Lập cười gượng vài tiếng, đem hồ lô có chứa ba viên đan dược toàn bộ đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập theo bản năng tiếp nhận lấy hồ lô, nhưng trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Đạo hữu đây là ý gì? Tại hạ chỉ xin đạo hữu hai viên đan dược thôi. Hàn Lập nhướng mày chậm rãi nói, phú mỗ thật sự không phải là người tham lam. Lúc này may mắn chưa chết có được linh đan tất cả đều dựa vào hàn đạo hữu cả, sự nguội của tài hạ đã mất đi, phú mỗ chỉ cần một viên linh đan là đủ. Hàn đạo hữu nếu không cự tuyệt lời nói của tài hạ, xin hãy thu nhận ba viên đan dược này đi. Lão giả nghiêm trang nói, nghe xong những lời nói của lão giả, Hàn lập nhìn nhìn hồ lô trên tay, đồng thời dò xét qua ánh mắt của lão giả, trên miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ. Trong lòng lão giả nghĩ gì, Hàn lập cũng đoán ra một chút. Xem ra vị trưởng lão cửu u tông này sợ Hàn Lập đột nhiên trở mặt ra tay cướp đoạt toàn bộ đan dược, nên mới tự thân luyện chế ra đan dược, sau đó cắn răng chỉ lấy một viên Bồi Nguyên đan số còn lại toàn bộ đưa cho Hàn Lập để mua lấy bình yên. Cùng lúc hắn tỏ ra vô cùng thành tâm đối với Hàn Lập, tận lực để không cho Hàn Lập nổi sát tâm với mình. Chỉ cần Hàn Lập không phải là loại người trở mặt vô tình thì sau khi nhận đan dược xong, phân nửa sẽ không động sát tâm với mình. Có loại chuyện tốt như vậy đưa đến cửa tự nhiên Hàn Lập sẽ không từ chối. Một khi phú huynh đã nói như vậy, thì Hàn Mỗ cũng không tiện từ chối. Hàn lập cũng không khách khí, trên tay chợt lóe ra quang mang tức thì hồ lô sơn son lập tức biến mất. Nếu không chỉ sợ hai người kia nghi thần nghi quỷ, ha ha hàn huynh thật là quá khiêm tốn, cái này đạo hữu vốn phải được hưởng mà. Lão già họ phú cười ha ha, thần sắc quả nhiên là buông lỏng. Bạch giao di đương nhiên biết ẩn tình trong đó, ở một bên mỉm cười không nói gì. Quan hệ ba người được kéo gần lại, sự đề phòng đã được giảm bớt. Một khi linh đan đã luyện thành, chúng ta hãy sớm tìm kiếm con đường ra ngoài thuận tiện tìm kiếm trên núi này không chừng có thu hoạch khác. Lão già nhìn về hướng động khẩu, mở miệng đề nghị. Nhưng vừa nói xong thì cả sơn động chợt rung lên, liền sau đó từ bốn bên vách đá chuyển đến từng trận oanh long, liên miên không ngớt. Ba người hàn lập không khỏi ngẩn ngơ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong núi này còn có những người khác, bạch giao di cắn đôi môi đỏ mộc, mở miệng nói ra những lời kinh người. Không nhất định, cũng có thể tên ngân sĩ giả dạ xoa bỏ trốn gây ra. Lão già lắc đầu nói, trên mặt hiện ra vẻ căm hận, hiển nhiên đang nghĩ đến sự bất hạnh của Hắc Y Mỹ phụ. Không quản là gì, chúng ta sau khi rời khỏi đây nên cẩn thận một chút. Ba người chúng ta liên thủ, cũng không quá e ngại. Hàn Lập im lặng một sau đó nhàn nhạt nói, sau đó tay áo Hàn Lập chợt run lên, một mảnh thanh hà từ trong tay ảo thôi ra bốn phía. Ánh sáng lướt qua những cấm chế trong sơn động hoàn toàn giải khai, trận bàn từ trong vách đá bắn ra bay vào trong tay áo Hàn Lập biến mất không thấy đâu. Đi thôi trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau và di ti. Hàn lập thu lại vùng ánh sáng mờ ảo, lập tức linh quang chợt hiện quanh thân, không chút do dự hóa thành một đạo thanh hồn dẫn đầu hướng phía ngoài sơn động bay ra. Lão già cùng bạch giao di liếc nhau, không dám chậm trễ phi độn bám sát theo. chương 994 Tấm Bia Đá khi hai người bay ra khỏi thông đạo đã thấy Hàn Lập đang đứng phiêu phù trên không nhìn về hạp gốc bên trong khe núi, nghiên tai nghe ngóng cái gì đó hai người lúc này mới phát hiện từ bên ngoài truyền đến từng tiếng oanh long tiếng động dội lại ngày càng nhỏ dần nếu không phải ba người đều có tu vi nguyên anh kỳ năng lực nghe nhìn vượt xa thường nhân thì không thể nào nghe thấy được âm thanh truyền tới nếu không cũng chỉ tưởng là tiếng gió thoáng qua tai hình như từ phía bên trên truyền đến hơn nữa còn phi thường xa nếu không phải trong này bị phong bế thành một không gian độc lập thì với khoảng cách xa như vậy chúng ta không thể nghe thấy được lão già họ phú nghe ngóng một lát rồi nhướng mày nói một khi chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, chỉ bằng chúng ta đến nơi phát sinh tiếng động tìm hiểu xem, còn tốt hơn là chúng ta chạy loạn tìm kiếm xung quanh. Đương nhiên chúng ta phải thi triển pháp thuật ẩn thân để người khác không phát hiện ra chúng ta. Hàn Lập liếc mắt nhìn hai người rồi đề nghị, hai người kia tự nhiên là không có ý kiến gì liền lên tiếng đáp ứng. Lão giả hai tay đan lại với nhau liền lóe ra một phiến lục quang, sau đó quang hoa mờ dần đi, thân hình lão giả cũng mờ theo cuối cùng biến thành một cái bóng xanh mờ mờ nếu không lại gần nhìn kỹ thì đúng là không thể phát hiện có sự tồn tại của người khác. Đương nhiên điều này là do trong này thần thức bị áp chế. Nếu mà là ở bên ngoài, đối với tu sĩ đồng cấp thì phương pháp ẩn nạc này cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Bạch giao di ngọc thủ giơ lên, trên tay chợt sáng liền xuất hiện một khối lệnh bài trong suốt giống như được chế tạo bằng băng tinh khiết. Nắm trong tay lệnh bài, trong miệng phát ra chú ngữ êm dịu, trong khoảng khắc từ trong lệnh bày bắn ra một giải ngân hà, bao phủ lấy toàn thân nàng vào trong. Tiếp theo quang hoa chợt lóe lên, thân hình bạch giao di chợt biến mất. Thấy hai người trước sau đều đã thi pháp ẩn giấu hành tung. Hàn lập chợt mỉm cười, cũng không thấy có hành động gì mà linh quang trên người chợt lóe lên liền biến mất. Mặc dù lão già họ phú cùng bạch giao di đứng cùng với hàn lập, nhưng ngay cả dùng thần thức cảm ứng cũng không phát hiện ra tung tích của hàn lập. Một lần nữa, cả hai trong lòng đều cả kinh, mà lúc này hàn lập mới ra ẩn thân phù trên tay bán lên người lúc này thân hình lúc này mới hiện lên như có như không xuất phát hàn lập hô một tiếng ngay lập tức cả ba người bay thẳng lên trời. Tại nơi thần bí lạ lẫm này, ba người không dám bay hết tốc độ, chỉ phi hành nhanh hơn khinh thân thuật một chút, hướng đến nơi phát ra tiếng nổ mà bay tới. Ba người phi độn thẳng một đường mà bay, nhìn qua xung quanh đều phủ lên một màu xanh tươi mát, linh khí giạt rào. Tất cả đều là những nơi để tu luyện tuyệt hảo. Nếu là ở bên ngoài thì không biết bao nhiêu tông môn tranh giành nhau vỡ đầu, nhưng ở đây nơi nào cũng đều như vậy sau nửa canh giờ ba người hàn lập cũng không vì chưa gặp việc gì bất ngờ ngoài ý muốn mà tỏ ra vui mừng không khí âm trầm theo suốt dọc đường đi trong khu vực họ đi qua không hề thấy bất cứ sinh vật nào sinh sống khiến cho trong lòng cả ba người đều cảm thấy vô cùng bất an và áp lực nặng nề hàn huynh huynh có phát hiện không trong này linh khí vô cùng sung túc nhưng từ lúc phi hành đến giờ khoảng cách xa như vậy mà chưa hề thấy một gốc linh thảo nào cả tất cả đều là cây cỏ bình thường điều này thật không hợp lý chút nào Bạch Giao Di trần chờ rồi mở miệng nói, ta cũng có chú ý tới, linh khí trong này cũng được, nhưng càng lên cao thì linh khí càng đậm đặc, điểm này rất giống với linh sơn ngoại giới. Đại khái là các tu sĩ trên núi, cảm thấy việc trồng linh thảo trên đỉnh núi cao hơn nên mới làm như vậy. Hàn Lập không có chút ngạc nhiên nào thản nhiên nói, so với nơi này linh khí còn cao hơn, Bạch Giao Di có chút hoảng sợ kêu lên, dù sao nàng thấy linh khí nơi này thì cũng là rất tuyệt hảo đối với việc tu luyện của nàng rồi. Hàn Huynh nếu thật sự đỉnh núi là nơi tu luyện tốt như vậy chúng ta không nên vội vã ra ngoài mà ở lại nơi này tu luyện một thời gian lão già họ phú nghe hàn lập nói thế có chút động tâm liền đề nghị phú huynh thực sự xem nơi này là linh sơn bình thường sao linh khí nơi đây đậm đặc như vậy nếu có thể bình an tu luyện thì tại sao các tu sĩ lại bỏ đi hơn nữa cả tòa linh sơn này đều bị cấm chế bao phủ lên có thể thấy ngọn núi này có điều gì đó không bình thường nếu mà tìm được đường ra ngoài thì hàn mỗ tuyệt đối sẽ không ở lại đây hàn lập hắc hắc cười lạnh nói nghe hàn lập nói như vậy sắc mặt lão giả thay đổi mấy lần rốt cục cũng cười khổ một tiếng hàn huynh nói rất có đạo lý nơi này thật sự không thích hợp để tu luyện phú mỗ vì ham muốn linh khí ở đây nên có chút hồ đồ phú huynh nghĩ thế cũng không có gì lạ không chỉ một mình đạo hứa có ý nghĩ như vậy thiếp thân vừa rồi cũng có ý như vậy dù sao nơi tu luyện tốt như thế này cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít thời gian tu luyện. Bạch Giao Di cũng tiếc hận nói, Hàn Lập mỉm cười đang muốn tiếp tục nói thì ánh mắt vô ý nhìn qua sắc mặt khẻ biến, ngay lập tức dừng lại. Hai mắt Hàn Lập lam quang hiện ra chăm chú nhìn nhìn. Lão giả cùng Bạch Giao Di kỳ quái cũng nhìn theo Hàn Lập. Chỉ thấy phía xa xương trắng lượn lờ, có chút mơ hồ không rõ. Nhưng trong núi này nhiều chỗ bị xương bao phủ trên đường đi ba người cũng gặp qua nhiều lần, nhưng cũng không có gì lạ trong lúc di chuyển cũng không có khả năng là mỗi lần đều phải đi vào sương mù để tìm kiếm. Đến đây nhìn một cái đi nơi này có chỗ tốt, đối với chúng ta có tác dụng. Hàn lập ánh ma chợt lóe nói xong liền bay vào trong làn sương mù. Lão giả cùng bạch giao di trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người cũng biết hàn lập làm gì cũng có mục đích cả. Kết quả sau khi hai người đi vào đám sương mù liền ngẩn ngơ cả người. Chỉ thấy bên trong sương mù là những bậc đá màu trắng nối thẳng từ dưới lên không thấy cuối, bên trong sương mù cách bậc đá là một tấm bia thẳng đứng cao hơn 10 trượng, rộng ba trương. Hàn lập hai tay chắc sau lưng đang đứng trước tấm bia đá, bộ dạng kinh ngạc khi nhìn thấy những gì ghi trên mặt tấm bia. Như thế nào, Hàn huynh phát hiện được cái gì? Lão giả từ trên cao hạ xuống tò mò hỏi, bây giờ thì tại hạ đã biết được lai lịch của ngọn núi này. Hai vị đạo hữu đến đây mà xem, trên tấm bia có khắc lên lai lịch của ngọn núi này. Hàn lập trầm giọng nói, thần sắc ngưng trọng, ô, xem, lão giả nghe vậy trong lòng chợt run lên, lập tức tiến lên vài bước, bạch giao di cũng nhẹ nhàng bước theo, kết quả sau khi ánh mắt hai người đảo qua tấm bia đá liền nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì trên tấm bia đá có ghi hai dòng văn tự cổ đại, nét chữ màu vàng như rồng bay phượng múa. Côn ngô, chẳng lẽ nơi này chính là côn ngô sơn trong truyền thuyết? Lão già họ phú nhìn thấy dòng cổ văn lập tức sợ hãi kêu lên. Bạch giao di dùng tay che miệng, hai mắt trợn tròn khiếp sợ. Đúng vậy, nơi này đúng là côn ngô sơn núi này vào thời cổ đại được xưng là linh sơn là nơi các thượng cổ tu sĩ tập trung núi này vô cùng to lớn cùng với linh khí nồng đậm thì nơi này đúng là côn ngô sơn không sai nhưng nghe đồn là núi này bị thượng cổ tu sĩ hớp lực đưa đến linh giới hoặc là bị dìm xuống hoàng tuyền sao chúng ta lại đến được nơi này bạch giao di nhìn chằm chằm vào tấm bia đá thì thảo nói biểu tình khó có thể tin nổi bạch đạo hữu những điều kia chỉ là lời đồn sao có thể đáng tin Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà núi này bị phong ấn lại, mà chúng ta vô tình làm cho cấm chế khởi động cổ truyền tống trận và bị đưa đến đây. Lấy danh tiếng của núi này thì trong này có rất nhiều động phủ của thượng cổ tu sĩ, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một chút khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ. Lão già họ phú nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, nhưng âm thanh vẫn tràn ngập vẻ kinh hỉ. Có lẽ là như vậy, nhưng tình hình núi này bị phong ấn, thì những thương cổ tu sĩ bên trong khẳng định đã rời đi nơi khác, những vật trong động phủ khẳng định sẽ không còn mấy thứ tốt. Nhưng thực ra ngọn núi này đã qua công đoạn tế luyện thô sơ. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng hấp thu thiên địa linh khí sớm đã trở thành một tòa bảo khố. Hàn lập lắc lắc đầu rồi đột nhiên bước nhanh tới phía trước rũi tay vỗ nhẹ vào tấm bia đá, ánh mắt chợt chấp động. Cái gì tấm bia đá này là bảo vật, lão già họ phú cùng bạch giao di dùng mình, cả kinh lập tức dò xét lại tấm bia đá. Lập tức cả kinh ngạc không nói nên lời. Tấm bia đá này so với mấy tảng đá khác thì vô cùng giống nhau tuy rằng có mang một chút linh khí, nhưng so với các tài liệu luyện khí khác thì thật là không đáng nhắc tới. Hai người bọn họ không khỏi cổ quái nhìn về phía Hàn Lập. Hắc hắc, xem ra hai vị không tin lời tại hạ nói. Chẳng qua, tai hà thấy nó là bảo vật là đủ rồi, Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, thần sắc vẫn như thường nhưng trong lòng vô cùng nóng vội. Bởi vì hai người bên cạnh không nhìn ra, chính Hàn Lập cũng không nhìn tấm bia đá này có gì đặc biệt nhưng khi đi đến bên cạnh tấm bia đá thì thổ gai một bê long đang ở trong túi linh thú bỗng nhiên táo bật bất an thông qua linh hồn cảm ứng không ngừng kêu to ý nói tấm bia đá là bảo vật không tầm thường hàn lập thậm chí sử dụng linh nhãn nhìn qua tấm bia đá này nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ khác thường trong lòng tự nhiên nửa tin nửa ngờ nhưng đối với hàn lập thì thà lấy lầm còn hơn bỏ sót hàn lập do dự một chút liền trong miệng phát ra những âm thanh khó hiểu bàn tay đặt lên tấm bia đá liền xuất hiện một vầng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy tấm bia đá. Rồi từ từ thu nhỏ lại, nhìn thấy tấm bia đá đã thu nhỏ lại một nửa, hai hàng lông mày hàn lập chợt nhướng lên, bàn tay vỗ mạnh ra một cái muốn đem tấm bia đá thu vào túi chữ vật. Nhưng tấm bia đá còn cách túi chữ vật chưa tới một thước thì dị biến phát sinh. Tấm bia đá đang bình thường bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù tiếp theo từ bên trong bắn ra muôn đạo hào quang. Cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy cả người đột nhiên trầm xuống, ánh sáng mờ ảo xung quanh không thể nào kìm hãm được tấm bia đá. Một tiếng nổ vang lên tấm bia đá lại trở về nguyên trạng ban đầu, hạ xuống đất tạo thành một trận rung động. Tiếng phản chấn làm ảnh hưởng đến cả ba người hàn lập. Mà tấm bia đá cao hơn 10 trượng động nhiên nứt đôi ra. Đây là, hàn lập cả kinh, hai mắt nhíu lại, chương 995, tinh bi, bề mặt tấm bia này. Trên mặt hàn lập hiện lên một tia kinh sắc, lúc này trên tấm bia đột nhiên hiện lên một vết nứt bằng đốt ngón tay. Hàn Lập nhíu lông nghi, nếu hắn nhớ không lầm, trước đó trên tấm bia đá trống không chẳng có dấu vết gì. Chẳng qua, lão giả cũng sẽ không tự dưng làm ra việc như vậy. Lúc này lão giả thân hình nhoáng lên một cái, liền quỷ dị xuất hiện phía bên trái tấm bia đá. Lưng quay quay về phía mặt của Hàn Lập, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên tấm bia, Hàn Lập thấy thế cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ thấy trên tấm bia đá, lại vỡ thêm một khối lộ ra một khe hở, trong khe hở phát ra một tia lam quang chấp động. Linh thạch, Hàn Lập ánh mắt chấp động, nhưng trong lòng cũng không có nắm chắc. Đột nhiên mười đầu ngón tay của hắn bắn ra hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí, tung hoành ngang dọc, trong phút chốc hóa thành một đoàn thanh quang đem hơn một nửa tấm bia đá bao vào trong. Nhất thời đá vụn bay loạn, phụ cận bốc lên một lớp bụi đá. Lấy kiếm khí sắc bén của Hàn Lập, sau khi kiếm quang dừng lại, thì lam quang xuất hiện, hơn nữa ngày càng chói mắt. Kết quả ngay lúc Hàn Lập ngón tay dừng lại, thanh quang tiêu tán, ở trước mặt hắn lộ ra tấm bia đá đã được cắt gọt hơn một nửa tại vị trí chính giữa có một khối lam sắc tinh thạch được khảm vào trong đó giống như nó được sinh ra ở trong đó vậy viên tinh thạch này có chiều dài lên đến vài thước mang một màu lam mỹ lệ trong suốt dị thường tuy rằng không lộ ra toàn bộ nhưng có vẻ là hình chữ nhật phẳng cả lớp đá xanh bên ngoài cũng chỉ giống như cái áo ngoài của tinh thạch mà thôi không phải linh thạch mặc dù thoạt nhìn rất giống linh thạch mang thủy thuộc tính nhưng bên trong ẩn chứa cũng không phải linh khí mang thủy thuộc tính bạch giao di đôi mắt phượng chấp động, lập tức khẳng định nói. Chính xác không phải linh thạch, không ai lại trực tiếp dùng linh thạch luyện chế đồ vật, trên mặt lại còn viết chữ. Vật này giống như là một tấm văn bia hàn lập chăm chú nhìn bộ phận linh thạch lộ ra, nhìn thấy trên mặt bia hiện lên cổ văn chớp động trên đó, khẽ thở nhẹ ra một hơi. Sau đó hắn không hề trì hoãn cả người pháp lực ngưng tụ, một tay hướng về tinh thạch hư không một trào. Nhất thời một thanh sắc quang thủ, Chống giống xuất hiện bay lơ lửng trên tấm bia đá, năm ngón tay như móc câu hướng xuống đỉnh tinh thạch tóm lấy. Rồi dùng sức hướng về phía trước nhấc lên, quả nhiên vô cùng nặng, nhưng Hàn Lập đã có chuẩn bị trước, lúc này bằng pháp lực mạnh mẽ, cứng rắn đem toàn thân linh thạch kéo ra khỏi tấm bia đá. Một khối bia lam tinh xuất hiện trước mặt Hàn Lập trên mặt cổ văn lưu động, một màu lam quang âm u chấp động. Hàn Lập nhìn kỹ các văn tự trên đó vài lần, trong lòng rung động, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, hai tay nhanh chóng bấm quyết hướng tinh bi điểm chỉ một cái nhất thời tinh bi khẽ rung lên một trận sau đó hình thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại trong nháy mắt nhỏ lại chỉ còn nửa thước vuông trông giống như một viên gạch vèo một tiếng lập tức bay vào trong tay áo hàn lập không thấy bóng dáng lão giả cùng bạch giao di mặc dù đều cùng thấy hứng thú với thạch tinh bi nhưng thấy hàn lập cầm lấy vật ấy lại không có ý lấy ra cho bọn họ quan sát tự nhiên tức thời không dám hỏi việc này ngược lại hai người cùng hàn lập sau khi thương lượng một chút lập tức quyết định dọc theo bậc thang tiếp tục hướng lên trên núi mà đi. Giờ phút này bọn họ đã xác định, tiếng gầm rú kia quả thật là từ trên núi truyền tới. Lập tức ba người lại ẩn nặc thân hình, phi độn mà đi. Hàn Lập tự nhiên cũng không biết tiếng gầm rú mà bọn họ nghe được, kỳ thật chính là thanh âm của Diệp gia chúng tu sĩ, đang ra sức bài trừ cấm chế ở một đoạn bậc thang trên một sườn núi cao. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ cũng không phải gần như bọn họ nghĩ thực ra ở giữa bọn họ còn cách một tầng cấm chế mới tới được chỗ các tu sĩ Diệp ra. Dù sao bọn họ bị truyền tống trận truyền tới vị trí sơn động, khoảng cách xa hơn nhiều so với vị trí Diệp ra tu sĩ tới từ khe nước cấm chế đi vào. Lúc này, quái nhân đầu to cùng Diệp ra đại trưởng lão hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đang song song huyền phù trên không trung trước một tòa núi đá. Mà ở cách đó không xa, tại phía dưới hai người bọn họ, các tu sĩ Diệp ra còn lại đang đứng ở những phương vị của một pháp trận nào đó vừa mới được bày ra đang mượn uy lực của pháp trận, thúc giục các loại pháp bảo liều mạng công kích phía trước một cái thềm đá, trên đó ẩn hiện mơ hồ một cái cổng lớn. Cổ ma cũng đứng xen lẫn trong nhóm diệp gia tu sĩ này, hắn đang điều khiển một thanh hắc sắc phi kiếm không biết từ chỗ nào đưa tới, mặt không chút thay đổi công kích tới. Cái cổng này tự thân nó có thể tự động thả ra vạn đạo quang hà, có thể đem tất cả các công kích đều tiếp đón, giống như bản thân nó chính là một kiện dị bảo. Tam tiểu tử, người đoán xem còn khoảng bao lâu nữa, mới có thể phá vỡ được vạn tu chi môn quái nhân đầu to nhìn về phía trước cổng bị các màu linh quang bao vây quay đầu hướng bạch bào nho sinh hỏi thần sắc có vẻ lo âu không chắc lắm khoảng một ngày một đêm cái cổng này so với tưởng tượng của ta còn phiền toái hơn nhiều trách không được vạn tu chi môn ngày xưa có thanh danh lớn như vậy nho sinh lại bình tĩnh dị thường trầm giọng trả lời chúng ta ở cái cổng này chỉ hoãn thời gian quá dài nếu ngươi và ta cũng có thể xuống trợ giúp bọn họ một tay nói không chừng thời gian phá cấm tối thiểu cũng giảm bớt một nửa quái nhân đầu to buồn bực lầm nhầm nói, nhưng thân hình lại không nhúc nhích, cũng không có một tia ý tứ động thủ. Nay trên núi đã có sư cầm thú thượng cổ hung cầm xuất hiện, chúng phải phòng bị một chút. Thà trì hoãn việc phá trận một hai ngày, hai người chúng ta thời khắc nào cũng phải duy trì pháp lực rồi rào nhất. Thất thúc, tốt nhất là vẫn kiên nhẫn một chút, chúng ta mới chỉ tiến vào trong núi chẳng qua có mấy ngày, thời gian còn nhiều cho chúng ta thư thả hành động dục tốc bất đạt nho sinh nhẹ nhàng nói điều này cũng không sai những nguyên anh tu sĩ khác cho dù hành động mau lẹ khi vào được trong này tìm được phong ấn mà tiến vào trong núi thì cũng phải mất một đoạn thời gian chẳng qua mới chỉ có một cái vạn tu chi môn đã để cho chúng ta tiêu phí thời gian nhiều như thế ta chỉ sợ phía sau gặp phải cấm chế lại càng thêm phiền toái quái nhân đầu to thở dài nói thất thúc không cần lo lắng diệp ra chúng ta hành động lần này thời gian chuẩn bị kế hoạch dài như thế tự nhiên cũng đã lo lắng việc bài trừ cấm chế. Thời gian mấy năm nay, gia tộc đã sớm góp nhặt vài loại bí bảo chuyên môn bài trừ cấm chế, chính là bây giờ còn không đến thời điểm sử dụng. Nho sinh mỉm cười có vẻ đầy tự tin nói, thì ra là thế, thế thì lão phu cũng an tâm, quái nhân đầu to nghe thấy như vậy, thần sắc buông lỏng. Sau đó hai người lặng lặng đứng tại trên không trung chăm chú nhìn vào tình hình phá cấm, không nói gì thêm. Nhưng không được bao lâu, quái nhân đầu to cái mũi có chút động đậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn không nói một lời, lập tức ngón tay hướng về một hướng không xa, hư không bắn ra mấy đạo hoàng sắc kiếm khí, không có dấu hiệu báo trước, bắn nhanh mà đi. Phút chốc đem hơn 10 trượng quanh một gốc đại thụ bao phủ vào bên trong. Kết quả tại phía dưới gốc đại thụ kình phong nổi lên, một con quái vật, cả người đầy lông, trên lưng có đôi ngân xí đột nhiên hiện ra. Quái vật tay không hề động, nhưng hai cánh quạt lên một cái dễ dàng đem vài đạo kiếm quang đánh bay ra. Sau đó quái vật phồng mang trợn má, dùng ánh mắt lạnh như băng giò xét phía dưới các tu sĩ diệp ra vài lần, lại nhìn nhìn bạch bào nho sinh và quái nhân đầu to, rồi lặng lẽ không nói lời nào, lập tức hai cánh mở ra, lùi về phía sau nhanh chóng mà đi. Sau vài cái vô cánh, ngân sĩ quái vật giống như hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất không thấy. Ta không có nhìn lầm, phong độn thuật quả là cao minh, có thể mượn gió ẩn hình. Thứ này hình như theo truyền thuyết chính là ngân sĩ dạ xoa, nếu không phải trên người hắn còn có nhà nhà thi khí, ta có thể cũng bị hắn qua mặt quái nhân đầu to cũng không có đuổi theo, nhưng trên mặt hiện lên thần sắc ngưng trọng. Thi khí, ta cũng không có cảm ứng được, cũng chỉ có thất thúc tu luyện qua huyết xa chân quyết, mới có thể tu luyện ra loại thần thông linh mẫn như vậy. Chẳng qua không chỉ có như thế, nay xem ra con ngân xí giả dạ xoa này tựa hồ linh trí cũng không có thấp bạch bào nho sinh nhìn chằm chặp phương hướng ngân xí giả dạ xoa vừa biến mất, thần sắc cũng rất khó coi. Nay Côn Ngô Sơn không phải được xưng là tiên linh chi địa sao, như thế nào chúng ta lại gặp sư cầm thú và ngân xí giả dạ xoa hai dạng hung thần ác thú như vậy. Cũng may là có hai người chúng ta liên thủ ở đây, nếu ở đây chỉ có một người, chỉ sợ gặp phải hung hiểm vạn phần quái nhân đầu to lắc đầu vài cái rồi trao mày nói. Tiên linh chi địa là truyền thuyết trước kia, hiện tại côn ngô sơn chẳng biết vì nguyên nhân gì mà bị phong ấn đến bây giờ, có chút cổ quái cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng mấy thứ này đối với chúng ta mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì cả chúng ta chuyến đi này cũng chỉ là vì thông thiên linh bảo còn những chuyện khác cũng không nên hỏi nhiều bạch bào nho sinh im lăng trong chốc lát mới chậm rãi nói nói như vậy cũng không sai nhưng nếu là đối với những yêu vật không có linh trí cho dù tu vi có cao đến đâu cũng không đáng ngại nhưng nay ngân xí giả xoa không ngờ lại có linh trí cực cao chúng ta còn phải lưu tâm nhiều hơn yêu vật này đừng cho hắn làm hỏng chúng ta đích đại sự quái nhân đầu to ánh mắt phát lạnh nói đa tạ thất thúc nhắc nhở ta sẽ chú ý nhiều hơn đến yêu vật này Nho sinh gật đầu, lời nói mang thêm vài phần trịnh trọng. Sau khi Diệp ra đại trưởng lão gặp được ngân sĩ dạ xoa, đang cả kinh bàn tới bàn lui. Đồng thời tại một cái thạch đình nơi tu sĩ Diệp ra từng nghỉ ngơi. Lúc này ở trên không trung bình thường dày đặc các vách trướng cấm chế, đột nhiên ở giữa không trung, hào quang chợt lóe tiếp theo một cái đầu bạc ló ra nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn qua có chút buồn cười. Người này sau khi phát hiện nơi đây không có ai, lập tức không khách khí thân hình nhòi hẳn ra, cả người ngân quang lóng lánh từ trong vách trướng đi ra. Sau đó người này chân dẫm lên một cái cự đại quang bàn, chậm rãi bay về phía Thạch Đình, hạ xuống trên đỉnh Thạch Đình, rồi vững vàng đứng lại trên đó. Lúc này người này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên gương mặt đôi mắt ti hí lại đang đảo tròn. Người này đúng là thần bí tiểu lão đầu hướng chi lễ. Chật, chật, đây chính là Côn Ngô Sơn, quả nhiên linh khí không tầm thường, chẳng biết kẻ nào ăn no dưỡng mỡ không có việc gì làm hay sao, mà cũng dám mở cái này phong ấn, vạn nhất thả cái thứ kia ra, muốn làm cho cả đại tấn chôn cùng hắn hay sao. Lão phu thật là xui xẻo, lại ở gần nơi đây, muốn cố tình không biết cũng không được hướng chi lễ luôn luôn chú ý xem xét xung quanh, nhất thời ẩn ẩn nghe được tiếng gầm rú, kết quả lập tức tại trên thạch đình không nhịn được dậm chân mắng to thật là suối quẩy. Trên mặt hiện lên bộ dạng ủ rũ như đang gặp vận đen. Một khi đã biết tới nơi đây gặp xui xẻo mà ngươi vẫn còn dám tới, ta cũng thật là bội phục đảm lượng của ngươi sau khi hướng chi lễ mở miệng vừa mới mắng xong, thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh ngọt ngào của nữ tử, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại giống như nữ tình nhân dịu dàng gọi tình lang. Nhưng hướng chi lễ vừa nghe thấy thanh âm này, lại toàn thân phát lạnh, tất cả máu huyết trong người giống như là đang ngừng trệ. Tiền bối, ngươi, ngươi đã đi ra, tiểu lão nhi nuốt một ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi. Đi ra, Ta đã sớm đi ra chẳng biết bao nhiêu vạn năm, nhưng vì năm đó Côn Ngô Tam lão dùng tới vạn nhân chi lực, bố trí cuối cùng một tầng cấm chế. Thật sự không phải chỉ bằng lực lượng của một mình ta có thể xé bỏ tầng cấm chế này. Nếu không bản phi sớm đã đi ra ngoài rồi, còn có thể hiện tại ở nơi đây làm gì? Thanh âm nữ tử vẫn đang dịu dàng vô cùng, nhưng hướng chi lễ sắc mặt trong khoảng khắc trắng bệch như không còn một chút máu. Chương 996, huyễn diệu thiên tượng, không có khả năng dưới hai kiện thông thiên linh bảo trấn áp nay nhất giới căn bản không có khả năng nay tiền bối thoát ra khỏi cửu chân phục ma trận huống hồ phong ấn đã nứt ra một khe hở với thực lực của tiền bối rời ra khỏi nơi này cũng không phải việc khó sao còn có thể tiếp tục dừng lại nơi đây hơn phân nửa đây chỉ là một tia thần thức của tiền bối thoát ra muốn dọa cho vãn bối kinh sợ mà thối lui thôi hướng chi lễ sau một lúc kinh hoàng lập tức như nhớ ra cái gì trên mặt thần sắc nhanh chóng khôi phục lại sự chấn định Ngươi cũng biết cửu chân phục ma trận cùng thông thiên linh bảo. Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của côn mô tam lão? Lúc này thanh âm của nữ tử tuy rằng vẫn rất êm tai, nhưng trong lời nói mang thêm một phần băng lãnh. Vãn bối cũng không phải là hậu nhân của ba vị côn mô tam lão tiền bối, nhưng cũng biết chuyện tình liên quan tới tiền bối. Nay nhất giới quả là có mấy người biết chuyện này, vừa hay vãn bối là một người may mắn trong số đó hướng chi lễ vừa nói, một bên xoay người không ngừng nhìn mọi nơi xung quanh, bộ dáng trông rất cẩn thận hừ không cần tìm kiếm cái gì, bản phi chân thân còn chưa có thoát khốn, nhưng cũng sẽ không cho người có cơ hội phá hư lần thoát khốn ngàn năm khó gặp này của ta. Trước tiên người hãy thành thành thật thật nghỉ ngơi ở trong này mấy tháng đi. Ngay khi nữ tử vừa mới lạnh lùng nói xong, ở phía trên không trung thạch đình đột nhiên không gian vặn vẹo, tiếp theo một trận lốc xoáy bạch sắc trống giống hiện ra, từ trong lốc xoáy phóng ra một mảng lớn ngũ sắc hà quang hướng đầu của hướng chi lễ chụp xuống. Huyễn diệu thiên tượng, hướng chi lễ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không một chút nghĩ ngợi toàn thân đồng thời lóe lên ngân quang, hóa thành một đạo độn quang bắn nhanh mà chạy. Nhưng cái kia ngũ sắc quang hà xoay chuyển một vòng, nhất thời một cỗ hấp lực cường đại hư không xuất hiện, nhưng lại hút tiểu lão nhi đang dùng hết sức độn quang, có chút bị giữ lại. Theo quang hà bao trùm qua, hướng chi lễ cả người trong khoảng khắc biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung, giống như chưa bao giờ có người này xuất hiện tại đây. Xem ra ta phải ngủ say trong một đoạn thời gian, có thể đến nơi đây tu sĩ càng lúc càng nhiều hy vọng ngày ta tỉnh lại, chính là lúc ta chân chính thoát khốn. Côn ngô tam lão ta muốn cho các ngươi biết phong ấn bản phi phải trả giá như thế nào. Nếu tới ngày đó, khách, khách, thanh âm nữ tử có vẻ suy yếu thì thào vài câu, rồi khanh khách một trận cười điên cuồng, sau đó thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bảy ngày sau, sau khi tu sĩ Diệp ra công phá vạn tu chi môn, lúc này lại một lần nữa lâm vào một cái ảo trận cực kỳ cao minh. Ba người Hàn Lập cũng bị một đạo cổ quái cấm chế ngăn trở tại một thềm đá trên núi, đang đau khổ suy nghĩ tìm mọi phương pháp phá bỏ cấm chế. Lúc này tại bên ngoài phong ấn, trên mặt đất tại vùng phụ cận của vô danh tiểu hồ lại phi thường náo nhiệt. Tu sĩ tụ tập nơi đây đã lên đến hơn ngàn người, phân bố trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Thậm chí liên tiếp nguyên anh kỳ tu sĩ cũng lần lượt xuất hiện mười mấy người. Trong đó đáng chú ý nhất rõ ràng là nhóm người đang song song đứng thẳng trên mặt hồ gồm bốn gã độc thánh môn trưởng lão. Còn lại là phần lớn các nguyên anh tu sĩ hành động đơn lẻ hiển nhiên đều là mới nhận được tin tức tới đây. Lúc này tại trước mặt mấy vị trưởng lão của độc thánh môn đang có một gã môn hạ đệ tử đang báo cáo cái gì đó. Đại trưởng lão, chúng ta đã tìm tòi cả trên và dưới lòng đất hơn một nửa phong ấn, đã tìm ra một chút manh mối. Tại cách đây hơn 20 dặm phía dưới lòng đất, nơi đó bị người cố ý dùng một cái ảo trận che giấu cái gì đó, các đệ tử tinh thông trận pháp đang cực lực phá cấm, nhưng chính là cái pháp trận kia do một cao thủ tinh thông trận pháp bày ra, cho lên việc bài trừ cấm chế còn phải tiêu phí một chút thời gian tên kia đầu quấn khăn đỏ đệ tử, cung kính nói. Có manh mối là tốt rồi, chúng ta đợi ở đây mấy ngày, nếu mà không tìm được cửa vào phong ấn lúc ấy mới phiền toái. Chẳng qua các ngươi cũng phải chú ý một chút, đừng để cho người khác phát hiện hành động của các ngươi. Đi về trước đi, khi nào phá vỡ ảo trận thì lập tức thông báo cho chúng ta đầu quấn khăn xanh trung niên tu sĩ thở phào một cái, phân phó nói. Vâng tên kia địa tử không người đáp, sau đó duỗi tay lấy ra một tấm thổ độn phù, hướng trên người vỗ một cái, thân hình nhập vào trong đất không thấy bóng dáng. Lúc này một tên độc thánh môn trưởng lão khác đột nhiên mở miệng. "Hoa sư huynh, không cần quá mức lo lắng, nam cương chúng ta cũng không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù các tông môn tu sĩ khác có chạy tới, chúng ta bốn người liên thủ cũng không cần sợ ai." Nói là nói như thế cũng không sai, nhưng mà mỗi ngày chậm trễ, chạy tới nơi đây các cao giai tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều hơn mà nam cương cũng không phải chỉ có mỗi một bổn môn một nhà mà cũng có mấy môn phái thực lực không dưới độc thánh môn chúng ta nếu nói trước khi chúng ta tiến vào mà bọn họ chạy tới khẳng định lúc đó sẽ không ổn huống chi nếu kéo dài một vài ngày người của chính ma thập đại tông môn chỉ sợ cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này trung niên tu sĩ họ hoa âm trầm nói nghe nói như thế các trưởng lão độc thánh môn còn lại có người không cho là đúng có người đồng dạng lộ ra một tia bất an mà đúng lúc này tu sĩ họ hoa đột nhiên khẽ a à lên một tiếng kinh ngạc bỗng nhiên ngẩng đầu hướng một bên bầu trời nhìn lại. Những người còn lại đều ngẩn ra, đều cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời linh quang chớp động, một đám mây cho bụi thật lớn bỗng dưng xuất hiện ở phía chân trời, tiếp theo hướng về phía bên này phi độn mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Độc thánh môn bốn người thần thức tự nhiên cảm ứng được trong đám vân bụi đó có một cỗ linh áp đáng sợ, mấy người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đám mây cho bụi đó trong nháy mắt đi tới phía trên bầu trời của tiểu hồ, sau đó phù một tiếng, đám mây bụi đột một bạo liệt nổ tung, sau đó biến mất vô ảnh vô tung, lúc này trên không trung xuất hiện năm đạo nhàn nhạt bóng trắng, mỗi người mang vẻ mặt mơ hồ, không có nhúc nhích. Ngũ tử đông tâm ma, tu sĩ họ hoa vẻ mặt một lần nữa ngưng trệ xuống. Ngũ tử đồng tâm ma, chẳng lẽ là âm la tông càn lão ma hóa thân ma tử. Một gã độc thánh môn trưởng lão lúc này mặt mũi xanh mét hô nhỏ một tiếng. Hừ, ngoại trừ lão mà này, trong thiên hạ còn có người nào tu luyện loại ma công này càn lão ma chân thân có khả năng phụ thể tại bất cứ một ma trong ngũ ma này, trừ phi có năng lực đồng thời diệt sát cả năm tử ma, nếu không hắn cũng không chết trung niên tu sĩ họ hoa hừ lạnh một tiếng, rồi nhẹ giọng giải thích. Ta cứ tưởng là ai đối với càn mẫu ngũ tử đông tâm ma như thế hiểu rõ, nguyên lai là độc thánh môn hoa đạo hiếu. Không nghĩ tới đạo hiếu dĩ nhiên dẫn nhiều môn hạ đệ tử như vậy tới nơi đây, chẳng lẽ đối với cái này phong ấn, Biết một chút gì đó một cái thanh âm nhàn nhạt từ trên không trung ung um dung truyền đến, nhưng có chút mơ hồ, không thể xác định từ người nào. "Ha ha, Càn huynh nói đùa, hoa mỗ sao mà biết cái gì, chẳng qua nơi này cách chúng ta độc thánh môn không xa, tại hạ mang theo mấy vị đồng môn đến trước đây xem mà thôi." Trái lại Càn huynh thân là Âm La tông đại trưởng lão, như thế nào lại có thể nhàn dỗi đến nơi đây vậy? Tu sĩ họ Hoa hít sâu một hơi, sau đó cười to một tiếng trả lời. "A, à, hóa ra là như vậy." nhưng ta nhớ không lầm thì tông môn gần nhất, hình như là hóa tiên tông thì phải. Chẳng biết quý môn từ khi nào lại rời đến nơi đây vậy. Còn càn mỗ chính là đến Nam Cương xử lý chút chuyện, đúng dịp gặp ngay trận náo nhiệt này mà thôi. Vị này âm la tông đại trưởng lão tựa cười như không cười nói, đối với trung niên tu sĩ họ hoa ngôn ngữ bộ dáng không tin. Ta vốn nghĩ rằng đối với càn huynh có thân phận hiển hách bực này, sẽ không dễ dàng xuất môn. Không biết là vì chuyện gì mà có thể kinh động đạo hữu phải tự mình xuất thủ tu sĩ họ hoa cười một tiếng, thử hỏi một câu. Cũng không có gì đặc biệt quan trọng, chính là xử lý một gã phản nghịch đang chạy trốn tại Nam Cương này. Càn mỗ cũng là buồn chán tự mình làm mà thôi, phải không, nhưng thật ra hoa mỗ đã đa tâm rồi. Tu sĩ họ hoa cùng càn lão ma một hỏi một đáp, sau đó đồng thời im lặng không nói gì. Nhất thời không khí hai bên có chút củi dị khác thường. Phát hiện thấy, Tại phương Bắc phòng ấn cách đó không xa có một cái khe nứt, có thể tiến vào bên trong. Người của độc thánh môn đang phá giải cấm chế trước cửa vào. Tại một phụ cận tiểu hồ, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra, nhất thời hướng xa xa phá không bay đi, vừa bay trong miệng lớn tiếng kêu gọi. Nay âm thanh thoáng cái làm phụ cận tất cả các tu sĩ đều kinh động. Lúc này ngay sau khi người kia chui lên, tại chỗ cũng có mấy tên lam bào đầu quấn khăn đỏ đệ tử của độc thánh môn từ đó bắn ra, vẻ mặt hoảng sợ hướng về tên kia tu sĩ đang đào tẩu đuổi theo. Nhưng tên kia tu sĩ đang đào tẩu không biết tu luyện công pháp đặc thù độn thuật gì, độn quang vô cùng nhanh chóng, dây lát đã bỏ trốn mất mạng. Bọn người tu sĩ họ hoa, nhất thời sắc mặt bỗng nhiên trở lên khó coi vô cùng. Ha ha, thì ra là thế, càn mộ đối với pháp trận chi đạo cũng tu luyện qua một chút, trái lại có thể trợ giúp đệ tử quý môn một tay. Tại hạ xin đi trước một bước càn lão ma ha ha một trận cười to, lập tức năm đạo bóng trắng nhất tề đi xuống nơi mà tên tu sĩ kia vừa chui ra trong nháy mắt nhập vào trong đó biết mất vô ảnh vô tung đi tên càn lão ma này tâm ngoan thủ lạt đừng để cho hắn làm thương môn hạ đệ tử của chúng ta tu sĩ họ hoa hắn giọng nhìn đồng bọn sắc mặt đang xanh mét rồi giẫm chân một cái lập tức đơn thủ lật lên như có chuẩn bị trước một cái hoàng sắc tiểu kỳ hiện ra trong tay nhất thời vung lên một đoàn hoàng vân đem mấy người độc thánh môn tất cả bao bọc vào trong hướng lòng đất chui xuống Đồng dạng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Không riêng gì Càn lão ma cùng Độc Thánh môn nhân, các tu sĩ còn lại khi nghe được tiếng kêu đó, tự nhiên cũng đều hướng lòng đất chui xuống mà đi. Trong nháy mắt phụ cận các tu sĩ tựa ít đi hơn phân nửa, còn lại những người trên mặt đất, một là không có thuật độn thổ hoặc là không có thổ độn bảo vật tu sĩ cấp thấp, chỉ có thể chơi đôi mắt ếch nhìn mà thôi. Tại phương Bắc tiểu hồ hơn hơn 20 dặm, ở sâu trong lòng đất hơn nghìn trượng, có một không gian cực lớn trong đó vô cùng đen tối, một cái hình tròn quang mang chói mắt lúc này ngay cạnh đó không gian chấp động không ngừng, mà nhìn xuống phía dưới lại thấy một tầng bạch quang minh mông không nhìn thấy điểm cuối. Tầng bạch quang này chẳng những dày đặc vô cùng mà tại phía trên màn hào quang còn kèm theo một tầng tầng lôi điện kinh người, nếu có người hơi tới gần xuống dưới, lập tức sẽ có một đạo quang điện thô to, to. Không chút khách khí đánh ra, dù cho vận khí tốt một chút trốn qua được một hai đạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ngạnh kháng mà thôi, kết quả đều bị đánh lên hộ thể. Linh quang chấp động không ngừng, nhất thời tự nhiên cũng không ai lại đi mạo muội tiếp cận nhưng tại đây tất cả các tu sĩ đều chăm chú nhìn về một nơi của quầng sáng tại đó lại không có lôi điện phát ra nhưng có bảy tám gã làm bảo quấn khăn đỏ đệ tử độc thánh môn đứng ở đó mỗi người thần sắc âm trầm cùng những tu sĩ này rằng co không cho những người khác dễ dàng tiếp cận cạnh đó mấy người này đang bị các tu sĩ còn lại mắng chửi liên hồi nhưng cũng không có ai tùy tiện động thủ dù sao độc thánh môn tại nam cương danh tiếng cũng không nhỏ mà trong này chúng tu sĩ cơ hồ 10 người, người thì có đến 9 đều là nam cương bản địa tu sĩ, tự nhiên cũng không dám dễ dàng rước lấy họa vào thân. Nhưng có người cố kỵ độc thánh môn danh tiếng, tự nhiên cũng có người không để độc thánh môn vào mắt, kết quả một đạo hồng quang từ giữa đám tu sĩ bắn ra, tiếp theo một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Cút ngay cho ta, lão phu muốn đi vào người phát ra thanh âm tuy rằng hơn già nua, nhưng tựa hồ hỏa khí không nhỏ, nói ra cũng không có một chút khách khí nào. Vị tiền bối này, nơi đây là do bổn môn phát hiện trước. Bổn môn vài vị sư thúc đang ở phụ cận, tiền bối hay là. Vừa thấy có nguyên anh tu sĩ ra mặt, một gã kết đan kỳ độc thánh môn đệ tử chỉ có thể dùng bổn môn trưởng lão danh tiếng, kiên trì như muốn nói gì. Ha ha, ngay cả bản thân Hoa Thiên Kỳ lúc này ở đây, lão phu cũng nhất định phải đi vào bóng người trong hồng quang cười lạnh một tiếng, lập tức khoát tay, một đoàn hào quang chói mắt nhất thời từ trong lòng bàn tay sáng lên. Chương 997, tứ tán chân nhân, vậy sao? Không biết môn hạ đệ tử này của lão phu đã đắc tội như thế nào, mà trịnh vệ huynh không tiếc thân thủ tự tay giáo huân vậy. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ xa truyền tới, tiếp đó mấy đạo độn quang khác nhau nhanh chóng bay tới, chớp mắt đã thấy mấy tên độc thánh môn đệ tử ở trước mặt. Người vừa lên tiếng, đối diện với nhân ảnh thần sắc đờ đán phía trong hồng quang kia, chính là vị tu sĩ họ hoa. Thì ra hoa huynh thực đã đến, trịnh mỗ thất lễ rồi tại hạ vừa rồi chỉ là cùng với đệ tử quý môn nói dẫn mà thôi làm sao dám lấy lớn khi nhỏ chứ đại khái những tu sĩ ở đây đều thấy dược tu sĩ hùng hùng hổ hổ bên trong hồng quang kia vừa thấy vài vị độc thánh môn trưởng lão tới đây lập tức cười cười nói khác xa so với lúc trước một chút thể diện cũng xem quảng đi mất hắc hắc vị này chính là tứ tán chân nhân đại danh đỉnh đỉnh trịnh vệ đạo hữu sao hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền một trận cười to từ bên kia truyền tới mọi người chợt thấy hoa mắt tại chỗ hồng quang cùng với đam tu sĩ độc thánh môn bỗng nhiên xuất hiện năm bóng người mờ ảo mỗi người tựa như cây gậy trúc đứng đó ngũ tử đồng tâm ma nguyên lai là âm la tông kiền huynh đã tới rồi tu sĩ bên trong hồng quang thanh âm đại biến chấn động mãnh liệt không dám trịnh huynh thanh danh vang lừng không đi so với kẻ hèn này a à. kiến lão ma cười khẽ lời này thật ra cũng đúng vị tứ tán chân nhận này cũng là một nhân vật có tiếng trong giới tu tiên đại tấn chẳng qua cũng chẳng phải là một thân thần thông cao thâm gì mà là một kẻ gian xảo chuyên bắt nạt kẻ yếu đối với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn hắn liền như hung thần ác sát không chút lưu tình còn hễ gặp tu sĩ tu vi cao hơn thì hắn lập tức chịu thua a nịnh nọt chẳng thèm để ý tới mặt mũi nhưng một khi có cơ hội liền trở mặt vô tình thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh lén sau lưng loại người như vậy tự nhiên đắc tội với không ít tu sĩ thậm chí hiện có một vài tu sĩ nguyên anh kỳ đối với hắn cũng hận thấu xương kẻ này tuy là tán tu nguyên anh sơ kỳ, là thời kỳ tốt nhất để tu luyện đề thăng cảnh giới, nhưng thần thông cùng công pháp lại kỳ kém vô cùng. Bởi trong lúc vô ý chiếm được một kiện kỳ bảo thượng của tứ phương phi thiên hoa, thì triển độn tốc cực nhanh, so ra cũng không kém hơn tu sĩ nguyên anh hậu kỳ là mấy. Hơn nữa người này lại còn tu luyện vài loại bí thuật kỳ dị chuyên môn bảo mệnh, thêm nữa rất ít chiêu chọc những tu sĩ nguyên anh trung kỳ lợi hại, cho nên tuy bị không ít người hận thấu xương, thế nhưng vẫn tiêu dao đến nay, trở thành một trong những kẻ tiếng xấu nhất đại tấn tu tiên giới. Hoa Thiên Kỳ đương nhiên trên mặt rất khó coi, nhưng thật ra kiền lão ma đối người này hình như lại có chút thấy hứng thú. Chẳng qua vị tứ phương tán nhân này, vừa thấy âm la tông đại trưởng lão lộ diện. Lập tức một bên cười cười, một bên bắt đầu hướng trong đám người lui về phía sau. Sợ hãi giống như chuột thấy mèo vậy, gặp bộ dáng khiếp đảm như vậy của đối phương, kiền lão ma cũng mất đi hứng thú với kẻ này. Lại cười cười khách khí nói với Hoa Thiên Kỳ, Hoa huynh, đệ tử quý môn bảo vệ nơi này, thấy tại hạ liền đồng loạt chặn ở bên ngoài hay sao? Kiền huynh nói đùa rồi, chúng ta độc thánh môn nào dám ngăn cản kiền đạo hữu? Kể cả những đạo hữu khác, bổn môn cũng tuyệt không có ý ngăn cản. Chỉ có điều nơi này hiện đang bị ảo trận che khuất. Bổn môn cũng là nghĩ muốn trước tiên phá giải trận này. Sau đó tái mời chư vị đạo hữu đi vào, để tránh có vài đạo hữu bị vây khốn trong đó. Hoa thiên kỳ trầm mặc một lát, ánh mắt chấp động nói a à, vậy thì kiền mỗ đã hiểu lầm hảo ý của quý môn rồi chẳng qua chỉ là một cái ảo trận còn chưa làm khó được tại hạ kiền mỗ hiện tại đang muốn tiến vào không biết ý các hạ thế nào kiền lão ma hắc hắc cười lạnh một trận từng bước ép sát nói không thành vấn đề kiền huynh chỉ cần có thể xông vào trận tại hạ quyết không ngăn trở mảy may hoa thiên kỳ tựa hồ hoàn toàn buông xuôi không chút do dự nói khoát tay chặn lại ý bảo môn hạ đệ tử lập tức tránh đường Ba gã trưởng lão độc thánh môn còn lại tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng do xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hoa Thiên Kỳ, cũng không ai nói gì thêm. Vài tên kết đan kỳ đệ tử liền ngoan ngoãn lập tức lui qua một bên. Tại hạ đi trước một bước vậy, kiền lão ma ha ha cười to một hồi, ngũ đạo bạch ảnh chợt lóe nhắm thẳng tiến vào bạch sắc quang mạc, trong nháy mắt trên mặt quang mạc nổi lên một mảnh lam quang, bạch ảnh đều biến mất không thấy. Các đạo hữu khác nếu muốn xông vào trận, hoa mỗ đồng dạng sẽ không ngăn trở. Hoa Thiên Kỳ đợi sau khi quầng sáng khôi phục lại, trên mặt bích văn vặn vẹo vài cái, chậm rãi nói với những tu sĩ xung quanh. Hoa Thiên Kỳ vừa động, ngược lại đám tu sĩ vừa mới hùng hổ lúc trước lại quay ra nhìn nhau. Ngay cả tử tán chân nhân trịnh vệ vừa rồi, cũng tránh ở trong đám người, lặng lẽ không lên tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người nghĩ độc thánh môn muốn độc chiếm, tự nhiên mỗi người đều nổi lên địch ý, một lòng muốn tiến nhập vào phong ấn. Nhưng hiện tại đối phương đã tránh ra, hơn nữa bên trong đã có một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vào trước, đều cẩn thận suy nghĩ lại. Không nói ảo trận này có khó phá hay không, vạn nhất vị đại trưởng lão Âm La tông kia ở trong ảo trận đột nhiên đại khai sát giới, bọn họ ai có thể đủ khả năng ngăn cản. Tự nhiên Trì Hoãn không dám tiến vào. Chứng kiến tình cảnh này, Hoa Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia châm biếm, lập tức không hề để ý tới những người khác, quay người lại hướng môn hạ đệ tử phân phó nói: "Không cần các ngươi ở đây nữa, ảo trận này chúng ta mấy người tốn chút thời gian, liên thủ cùng nhau tiến vào đem phá đi thôi. Dạ, đại trưởng lão, bảy tám gã kết đan đệ tử độc thánh môn kho người lĩnh mệnh, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tiếp theo cùng với Hoa Thiên Kỳ, bốn gã độc thánh môn trưởng lão cũng tiến vào ảo trận, sau một chân hà quang, mấy người bọn họ cũng biến mất. Đám tu sĩ còn lại xôn xao một trận, bọn họ phần lớn là đơn độc hành hiệp, ngay cả cùng nhau đi tới đây, thì nhiều lắm cũng chỉ là hai ba tu sĩ kết đan kỳ mà thôi, làm sao dám tiến vào trong trận. Vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại cũng đứng tại chỗ, lưỡng lự cân nhắc. Mắt thấy lối vào trận không còn ai cản trở, cả đám nhất thời im lặng. Vị đạo hữu này, không bằng hai người chúng ta liên thủ tiến vào. Trong đám người, tứ tán chân nhân thần thần bí bí hiện ra trước mặt một gã hán tử thân hình cao lớn, cười hì hì nói. Cùng ngươi đi vào, xin miến đi, đại danh của đạo hữu tại hạ kính ngưỡng đã lâu. Đại hán Nguyên Anh kỳ kia vừa nghe lưới này của trịnh vệ, lập tức mắt trợn trắng, nhưng cũng không có vẻ tức giận. Đạo hữu sao phải tìm người xa ngoài ngàn dặm chứ? Ta nhìn lại, trong này tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trừ hai người chúng ta ra, còn có ba người khác thì đều là tán tu chi sĩ lạ lắm. Chúng ta mấy người nếu là liên thuộc tìm tòi trong đó, cũng là không cần sợ kiền lão ma cùng độc thánh môn nhân. Trịnh vệ vẫn lơ đánh, vẻ mặt ôn hòa nói. Hừ, người trước tiên hãy tìm thêm những người khác rồi hãy quay lại tìm tại hạ đại hán nghe vậy trong lòng khẽ động đối phương thật sự có tiếng xấu nhưng vẫn không khỏi lưỡng lựa nói ra điều kiện của mình được có lời này của đạo hữu là đủ rồi những người khác cứ giao cho trịnh mỗ trịnh vệ vỗ ngực đảm bảo lập tức trong mắt đại hán lộ vẻ kinh nhi nhìn lão giả xa xa toàn thân tử quang bay tới vị đạo hữu này có thể cùng tiến vào bên trong tìm kiếm một lần không tại hạ cùng vị đạo hữu bên kia đã thương lược chuẩn bị sẽ tìm ba vị đạo hữu đồng hành chẳng biết các hạ có bằng lòng gia nhập hay không thấy lão giả này không mời mà đến, trên mặt không chút ngạc nhiên, trịnh vệ lại tủm tỉm cười. Lão giả nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn trịnh vệ, mới ngẩng đầu hướng đại hán bên kia thân thiện cười nói. Ánh mắt vừa lướt qua phía sau, lão giả không khỏi giật mình, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, năm tán tu nguyên anh kỳ xa lại, cũng cùng nhau tiến vào bên trong ảo trận. Kể từ lúc này, cao dài ở bên ngoài nhất thời không còn sót lại một ai. Thấy nhiều nguyên anh tu sĩ cùng tiến vào trong ảo trận, Hàn Lập trong mắt Lam mang lại chấp động không ngừng quét qua bốn phía. Hiện giờ, hắn như đang trong một không gian mộng ảo quanh co, bốn phía tất cả đều là thải vân đủ màu hư vô mờ mịt, trên không có bầu trời, dưới không có mặt đất, nhưng lại trống rỗng lơ lửng tại không trung. Địa phương quỷ quái này rất tà môn, bay như thế nào cũng không ra khỏi, nếu như không có cấm chế xuất hiện, có lẽ cũng rất giống với ảo thuật. Chẳng lẽ lại cứ dai dẳng bị nhốt chết ở chỗ này? Hàn Lập thì thào lẩm bẩm, thần sắc một mảng buồn bực, từ mấy ngày trước, ba người trong lúc vô ý phát hiện bên cạnh bậc thang trên một khối núi đá, xuất hiện một gốc linh thảo phi thường hiếm thấy, lão giả họ phú suốt ruột lập tức tiến đến ngắt lấy.